Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng McNuggets và một bánh McChicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Như Huyền và Lê Thái xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV, phát hình live trên băng tần 56.10 ở miền Nam Cali, miền Bắc là 16.11 và vùng Houston, Texas là 7.6. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 16 tây tháng 9 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Chào Lê Thái và Như Huyền kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng với Như Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Thưa quý vị, cũng như thường lệ, Như Huyền và Lê Thái sẽ đưa đến cho quý vị những cái bản tin rất là thú vị ngày hôm nay về tin giải trí, khoa học, đó đây mọi thứ hết cho quý vị và mang tiếng cười tới cho quý vị nữa. Và bên cạnh đó, ngày hôm nay Lê Thái có cái tin gì hấp dẫn không? Dạ vâng, ngày hôm nay đầu tin thì Lê Thái gửi đến quý vị một cái thông tin về cộng đồng cũng như là về môi trường thưa quý vị. Như quý vị cũng đã biết là ngày 1 tháng 9 vừa qua thì là một cái ngày nó đánh dấu sự khởi đầu của tháng dọn dẹp bờ biển ở miền Nam California và toàn tiểu bang California luôn. Cái hoạt động này thưa quý vị nó là nhằm dọn dẹp nó để tổ chức ở trên toàn tiểu bang California trong tháng với cái điểm nổi bật là ngày dọn dẹp bờ biển ở California thường niên. Và cái lần này là lần thứ 39, nó đã được tổ chức 39 rồi, có nghĩa là 39 năm nó đã được tồn tại tính đến ngày hôm nay. Và ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 sẽ là nổi bật hơn vì đó là sẽ là một cái ngày có hơn 50.000 tình nguyện viên dự kiến là sẽ tập trung tại các một địa điểm trên khắp tiểu bang California trong tháng này. Nơi đây thì những cái người này thưa quý vị, họ sẽ là loại bỏ hàng trăm cái tấn rác ra khỏi những cái bãi biển, những cái con sông, con lạch, hồ và những cái khu vực lân cận nào mà có cái nguồn nước. Và ngày làm sạch bờ biển California là cái sự kiện tình nguyện thường niên nó lớn nhất của tiểu bang của chúng ta kể từ năm 1985 cho đến ngày hôm nay, và hơn 1.7 triệu tình nguyện viên đã giúp loại bỏ hơn là 26 triệu pound rác thải ra khỏi các bờ biển và bờ biển nội địa ở California. Sự kiện này cũng là một trong những cái phần của hoạt động dọn dẹp bờ biển quốc tế do cái tổ chức là Ocean Conservancy tổ chức. Đây là một trong những cái cơ hội quan trọng để mà các thành viên cộng đồng của chúng ta giúp mà loại bỏ những cái ô nhiễm từ nhựa ra khỏi cái môi trường nước trước khi những cơn mưa mùa đông đến và nó cuốn trôi những cái phần lớn, những cái mảnh vụn đó ra biển qua hệ thống nước mưa, con lạch và con sông, nó gây ô nhiễm môi trường và gây tổn hại đến những loài hải sản, những loài động vật biển thưa quý vị. Trong năm 2020 thì Ủy ban Tài nguyên của biển cũng đã đưa ra mô hình dọn dẹp hướng dẫn nhằm phản ứng đối phó với những cái trận đại dịch COVID-19. Và người dân California cũng dọn dẹp những cái khu dân cư, công viên và các khu vực tự nhiên ở địa phương để mà giúp ngăn chặn những cái dòng rác thải từ đường phố nó trôi ra biển, ra sông. Mặc dù trong năm 2023 của chúng ta đánh dấu sự trở lại của những cái địa điểm mà chúng ta sẽ dọn dẹp hết công suất trong cái sự kiện truyền thống này đã kéo dài rất là lâu từ đầu tháng 9 cho đến ngày 23 tháng 9 này. Và Ủy ban vẫn duy trì cam kết khuyến khích cái việc mà dọn dẹp trong suốt tháng để chúng ta có thể là không có mặt vào sáng thứ Bảy này hoặc là những cái sáng thứ Bảy tuần sau. Nhưng những ai mà có thể tham gia sự kiện này thì có việc mà có thể là chúng ta di chuyển đến những cái địa điểm dọn dẹp gần nhất để mà chúng ta có thể tham gia cùng tất cả mọi người để những cái tình nguyện viên này. Đặc biệt thưa quý vị, bất kể hoàn cảnh nào thì người dân ở California vẫn tiếp tục cho thấy rằng là chúng ta vẫn quan tâm sâu sắc đến cái môi trường tự nhiên bằng cách là chúng ta vẫn hỗ trợ và tình nguyện dọn dẹp những cái đống rác hàng năm. Chị Như Huyền có biết là trong năm 2022 đó, hơn 38.000 tình nguyện viên đã giúp cho cái California chúng ta dọn dẹp rất là nhiều những cái tấn rác thải. Hơn 3.000 dặm bờ biển của California và người ta tốn hàng giờ đồng hồ để mà người ta có thể người ta đi clean up, mà không phải là khu vực biển không thưa quý vị. Nó là những cái khu vực sông, hồ, những con lạch, những cái con suối này nọ. Và nếu như mà quý vị nào mà chúng ta muốn tham gia, muốn vào trong, muốn làm volunteer để chúng ta có thể vào làm tình nguyện viên ở những cái công việc là chúng ta dọn rác này, thì quý vị có thể là vào sẵn cái trang website như là worldwideweb.costacleanupday.org và những cái affix quảng cáo mà chúng ta thấy là những cái sự kiện ở những cái tiểu bang, những cái thành phố đó nó cũng có sẵn ở trên đây. Và quý vị biết không phải là cái ngày làm sạch bờ biển này nó chỉ là duy trì ở riêng California của chúng ta,
mà lên trên khắp toàn nước Mỹ, và chúng ta dành riêng cái tháng 9 này để mà chúng ta có thể quét dọn, dọn dẹp sạch những cái bờ biển. Đặc biệt thưa quý vị là để mà chúng ta bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta, bảo vệ rất là nhiều những cái cảnh quan, những sự vật, những cái sinh vật xung quanh. Thật ra khi mà mình bước xuống cái bờ biển California, chị thấy có bao giờ mà chúng ta đặt chúng cái đống rác đâu, không bao giờ thấy. Rất sạch sẽ hả? Rất là sạch sẽ. Đây là một trong những cái sự kiện rất là hay thưa quý vị, và mình đóng góp, mình volunteer để mà mình đi nhặt rác, thì đó cũng là cái việc bảo vệ môi trường cho về sau cho con em của chúng mình phải không? Hôm nay đi không? Hôm nay em với chị xong rồi, hai em chị mình chạy ra mình biển đi đăng ký Huntington Beach. Yeah. Mình ra mình ghi danh xong rồi, nếu không ghi danh cũng được, mình ra mình tự mình lụm thôi. Đúng rồi, đâu có cần phải mình ghi danh đâu. Mình lụm mấy cái chai nhựa hay là những cái lon Coca, lon Coke, bất cứ cái gì á. Chúng ta đem về chúng ta bán recycle, bán giấy chai. Chúng ta cũng có tiền chứ bộ, chúng ta không? Nói hoàng rồi, nói hoàng cũng đi kiếm tiền. Tất nhiên qua chuyện tiền. Mà đây là trong những cái một cái ngày mà chúng ta thấy rằng cái tháng rất là ý nghĩa đối với người dân California nói riêng cũng như là toàn tiểu bang nói chung thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Để tiếp nối chương trình của Lê Thái, thưa quý vị, thì cũng vấn đề về môi trường. Chính vì vậy mà ở người dân California họ phải đi nhặt rác và tình nguyện làm những cái điều đó cho những người dân xung quanh. Thì bên cạnh đó thì đi về phía từ Garden Grove mà đi về phía Los ở phía north khoảng chừng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đó là thành phố Chiquita ở Canyon, là một trong những cái thành phố cũng rất là ở xa, nó nằm ở giữa trên đường đi lên gần chỗ Thousand Oaks đó, thưa quý vị. Thì bên cạnh đó, những cái bên cạnh những cái khu phố mà người dân ở như vậy, thì đó là một cái bãi rác thưa quý vị. Người ta nói rằng cái mùi hôi thối, rác thải và khí đốt khắp khu phố đã xảy đến cho những người mà ở sống gần đó, tại vì rác càng lúc càng quá nhiều. Hơn 1.200 đơn khiếu nại đã đăng ký và 40 cái những cái thông báo mà đã vi phạm về cái cách họ đổ rác và để cho cái mùi hôi thối nó xảy ra xung quanh như vậy, và nó bay quá xa cho tới những người dân tới đó. Và cái vấn đề này nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra, và nhiều người đã sống ở đó thì họ đã đóng cửa sổ lại để cho khỏi ồn ào, và cái mùi hôi thối nó quá kinh khủng và làm họ bị bệnh và khiến cho những người xung quanh họ bị chảy máu cam hoặc là bị suyễn. Và bên cạnh đó, người ta cũng nói rằng cái số đơn, cái tiền điện trời rất là nóng như vậy đã tăng vọt đi rất nhiều, bởi vì họ không đi thể nào đi ra ngoài được. Họ phải ở trong nhà để mà đóng cửa, từ việc mở cửa ra thì cái mùi hôi thối nó quá kinh dị. Và cái bãi rác này nó rộng 639 mẫu Anh, hoạt động gần 50 năm, tích lũy một núi rác, nhưng mà họ không thải đi kịp thời thưa quý vị, thì càng lúc nó càng chất núi. Và quý vị, kinh khủng, sống mình, sống những người dân sống đó bên cạnh những cái bãi rác to lớn như vậy, mà hàng ngày nó cứ mùi hôi thối, và con nít con của mình cũng không đi ra được. Và cái công ty AQMD đã xác định mùi này là cái sản phẩm gọi là DMS phát ra từ những cái đống rác này. DMS là một cái chất lỏng không màu nhờn có mùi như là hành tây. Nó được sử dụng để làm thuốc nhuộm, nước hoa, thuốc hóa chất công nghiệp. Và cái chất này nó có cái mùi rất là mạnh, rất là khó chịu. Nó gây buồn nôn và chóng mặt từ những cái đống rác này. Và AQMD đang làm việc với các chủ sở hữu bãi rác này để tìm cách để giảm cái mùi hôi và không ảnh hưởng tới cộng đồng lân cận của Castag ở khu vực Hazley Canyon, những cái khu vực đó. Và các chủ sở hữu bãi rác nói rằng họ quan tâm sâu sắc đến cái việc khắc phục này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên nó đã kéo dài từ tuần này qua tuần kia rồi. Và Chiquita, người dân ở đây, họ cũng nói rằng họ phải cần làm gấp để giảm cái mùi hôi thối mà bay từ cái bãi rác này đi tới cái khu vực mà họ đang sống. Và họ nói rằng có những đứa con của họ phải ở trong nhà chơi và không dám đi ra ngoài nữa, bởi vì cái mùi nó quá hôi thối và thật là kinh khủng. Và một cư dân địa phương, họ hy vọng rằng họ thúc đẩy những người hàng xóm cùng với mình và cùng những người xung quanh lân cận xung quanh để mà đem lên than phiền những cái khu vực này, để mà họ cải tạo cái bãi rác này một ngày càng sạch sẽ hơn và cái mùi hôi thối nó không xảy ra nữa cho những cái người dân và ảnh hưởng tới sức khỏe những người dân sống xung quanh cái vùng này. Mình ở gần một cái bãi rác hay là một cái chỗ nào đó mà nó hôi thối mà trong vòng vài ngày thì chúng ta đã chịu không nổi rồi. Huống hồ chi cái bãi rác này đã tồn tại trên 50 năm thưa quý vị, có nghĩa là những cái người dân xung quanh người ta cũng phải chịu đựng khổ sở lắm luôn đó. Nhưng mà cái sự ô nhiễm môi trường cũng như là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sức khỏe. Thì chúng ta cũng hy vọng rằng là chính quyền địa phương người ta cũng có một cái biện pháp nào đó để mà có thể mà thúc đẩy và coi như là khôi phục và làm sao để cho nó giảm bớt, giảm thiểu bớt những cái mùi hôi thối đúng không chị? Một lần nữa thì Lê Thái cảm ơn quý vị dành thời gian theo dõi chương trình, và quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ trên đài.
Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3.99 đồng. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, khi mà nói đến trong cái việc mà giữ gìn sức khỏe, ăn uống một cách healthy lành mạnh, thì mình bên cạnh đó mình ăn uống kỹ càng healthy lành mạnh, nhưng mà một trong những cái yếu tố rất là quan trọng là mình ở thay đổi cái môi trường hoặc là hang out với những người bạn, họ cũng có cùng một cái chí hướng là muốn ăn uống lành mạnh với mình. Nhưng nếu mà mình ở trong một cái môi trường mà giống như là bạn bè mình thường ăn healthy, hoặc những người xung quanh, bà con, anh chị em mà cứ ăn những cái món đồ ăn kia cũng làm cho mình rất là thèm, thì mình không cưỡng nổi, mình không có thể mà mình control được và để mà ăn uống healthy. Thì cái môi trường xung quanh nó cũng rất là quan trọng. Thì ngày hôm nay như đưa đến cho quý vị một cái bản tin cũng tại California, một trong những cái siêu thị gọi là rất là lớn ở cái khu vực của thành phố Paris, thưa quý vị, là họ cũng sẽ, khi mà quý vị đi ra cái market, đi ra những khu chợ, bên cái hàng dọc mình đi ra tính tiền thì có những cái này, kẹo nè, chocolate nè, những cái đồ ăn rất là nhiều xung quanh đó mà nó không có healthy, nó không có lành mạnh. Thì bây giờ những người dân ở đây họ đã vote và họ nói rằng những cái khu market mà cái đường đi ra như vậy, những cái khu gian hàng như vậy, thì họ sẽ để những cái đồ ăn tốt, lành mạnh hơn, không có chất ngọt nhiều và không có chất béo nhiều. Đó là một trong những cái thành phố gọi là Paris ở California. Và cư dân Paris sẽ nhận thấy những cái đồ ăn nhẹ, đồ ăn vặt, đồ ăn uống thông thường ở trên đường cái lối đi sẽ giảm đi. Người ta cấm không cho bán những cái đồ đó nữa. Và bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Và đầu năm nay, Hội đồng thành phố của Paris đã thông qua pháp lệnh thanh toán là những cái thức ăn lành mạnh, họ cấm những cái đồ ăn vặt trên cái đường đi rối đi ra để tính tiền không lành mạnh, giống như là popcorn, pizza hoặc là mọi thứ khác, và có đồ có chất hoặc là soda hoặc là những cái chất mà nó không lành mạnh. Và sắc lệnh họ sẽ cấm cái đồ ăn nhẹ, đồ uống hơn 200 calorie và có nhiều chất béo chuyển hóa trong vòng 6 feet, thưa quý vị. Và cư dân nói có phản ứng, rất là nhiều phản ứng trái chiều và cũng là phản ứng đồng chiều và đồng thuận với cái điều này. Nhưng họ nói rằng khi mình ở trong một cái môi trường tốt và trước mặt mình những cái đồ ăn, thức uống tốt thì mình dễ để mà ăn uống lành mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái phần đông của người dân ở Paris họ đã vote và họ đã muốn cái điều đó xảy ra. Những cái siêu thị, tất cả không những siêu thị ở cái thành phố Paris mà nhiều cái siêu thị như là 7-Up và những cái cửa hàng tạp hóa bán hàng nhanh tiện lợi cũng có, họ cũng đổi những trên cái đường đi ra, họ không để những cái đồ ăn fast food mà cái đồ ăn không lành mạnh nữa. Và thị trưởng Vargas nói rằng cái ý tưởng này và sắc lệnh này đã được cộng đồng mang đến cho họ và phù hợp và có sáng kiến lối sống lành mạnh của cái thành phố Paris này. Dạ vâng, nói đúng ra chúng ta tìm bạn mà chơi, bạn nào mà ăn uống lành mạnh thì chúng ta chơi, đúng không? Mấy đứa mà kiểu mà bia rượu này nọ, xài thuốc nhiều quá này nọ là coi như là né xa, đúng không? Để chúng ta có thể, chúng ta có những người bạn lành mạnh, ăn uống lành mạnh hơn, nói chung là một cái cộng đồng chứ mình không cần phải né xa. Em là bạn của chị đây, suốt ngày chị ăn toàn healthy, chị ăn không ăn đường, không ăn gì là sao người ta chịu nổi chị như vậy. Dạ vâng, kính thưa quý vị, theo quý vị thì trên thế giới của chúng ta loài động vật nào có cái tuổi thọ ngắn nhất, chị biết không? Bây giờ Lê Thái hỏi liền luôn, chị không kịp nghĩ. Dạ, vậy chờ em nói. Nhưng mà em nghĩ là chắc là chị nghĩ cũng ra rồi, tại Lê Thái đây, Lê Thái cũng không biết, tại vì em biết nhiều động vật đó mà em thật sự không biết. Nhưng mà theo một cái thống kê, những cái khảo sát của nhà nghiên cứu động vật trên toàn thế giới, thưa quý vị, thì chính xác những cái loài động vật á, mà có tuổi thọ ngắn thật sự là nó không dễ dàng. Những cái sinh vật này nó có thời gian sống ít ỏi và rất khó để cho những cái nhà khoa học người ta có thể là người ta nghiên cứu chi tiết hơn. Nhưng có nhiều cái loài động vật mà họ chưa biết đến ngoài tự nhiên, nhưng những cái loài mà người ta đã biết rồi thì người ta biết là những cái con nào có tuổi thọ ngắn nhất. Ở trên màn ảnh quý vị đang thấy đố chị đó là con gì? Không biết luôn.
không biết luôn, dạ, biết chết liền. Thưa quý vị, đó là con phù du. Chúng ta hay nghe nói là cuộc đời như phù du, hay là chúng ta nghe dùng cái chữ phù du rất là nhiều. Tại sao cuộc đời như phù du là nó mong manh lắm, nó mênh mông lắm, nó mỏng manh lắm, và nó rất là dễ vỡ, nó rất là dễ mất, rất là dễ chết. Thì ra người ta, khi mà tất cả các nhà khoa học người ta nghiên cứu, là người ta thấy cái con phù du mà quý vị đã thấy trên mạng đó, tên khoa học của nó là Ephemerotera. Đây là một trong những cái con mà động vật có cái tuổi thọ mà thấp nhất ở trên toàn thế giới theo những cái nghiên cứu gần đây. Và cái nhóm côn trùng thủy sinh này nó nở ra từ trứng và trở thành những cái con thiếu trùng. Thiếu trùng là nó chưa trở thành một cái con côn trùng, nó chỉ chuẩn bị thành những con côn trùng thôi, thành ra người ta dùng từ là thiếu trùng thôi quý vị. Và nó sống dưới nước tới hơn 2 năm. Nhưng mà sau đó thì khi mà nó phát triển thành những cái con có cánh, với những cái giai đoạn cuối của cái vòng đời của nó gần thành trùng rồi, thì khi mà nó thành trùng, nó giao phối rồi, thì nó lại chỉ có là 24 giờ ở cái dạng là nó có cánh để mà nó bay nhảy thôi. Và một số con không đến 24 giờ, chỉ có 5 phút sau vừa có cánh, 5 phút thôi là bị con này con kia giết và bị chết rồi thưa quý vị. Và hầu hết thì tất cả các loài phù du nó chuyển từ sống ở dưới nước lên sống ở trên đất và không khí ở cái giai đoạn gần thành trùng. Sau đó thì lại nở ra và sinh sản giai đoạn thành trùng. Và theo ông Luke Jacobus, là một cái giáo sư sinh học tại trường Đại học Indiana, Đại học Purdue Columbus, thì ông nói rằng là cái hệ tiêu hóa của những cái con này nó không có cồng kềnh. Thành ra là cái con cái nó có thể là nó mang rất là nhiều trứng ở trong người của nó. Một con cái có thể mang đến hơn 10.000 quả trứng, có khi mà trứng nó dồn lên trên cái đầu của con cái nó luôn. Mà cái bộ tiêu hóa rất là nhỏ thưa quý vị. Thành ra là nó dành cái thời gian cả cuộc đời của nó để mà nó tích tụ cái trứng và nó đẻ. Nó đẻ ra xong rồi nó lại đào hang, và nó có thời gian sống rất là ngắn để mà nó tạo ra một cái thế hệ mới rất là tội nghiệp. Và cái con tiếp theo Taylor hái cho quý vị trên màn ảnh đó là cái con cá bóng lùn thưa quý vị. Đây là một trong những cái con cá cũng được mệnh danh là cái con có tuổi thọ ngắn nhất trong số những loài động vật có xương sống. Và theo bảo tàng Australia thì nó là một cái dạng ấu trùng non trong 3 tuần ở ngoài biển khơi. Tiếp đến thì nó định cư ở một cái rạn san hô trong 1 đến 2 tuần mà thôi để mà nó lớn lên trưởng thành. Sau khi mà nó qua giai đoạn trưởng thành rồi, trong vòng có 3 tuần rưỡi theo một cái nghiên cứu trên tạp chí ấy, thì nó lại ngủm đi, nó chết đi. Đó. Rất là tội nghiệp. Con cá bóng lùn nha quý vị, chứ không phải con cá bóng cao, hoặc là con cá bóng cát, hoặc con cá bóng tượng, hay là tức là con này nó lùn nó nhỏ thì nó yếu. Chúng ta thấy ở trong chợ Việt Nam chúng ta mua về chúng ta kho tiêu. Không đúng, con này là con cá bóng lùn, và tên khoa học của nó là Current Eviota sigillata, theo tạp chí mà Current Biology năm 2015 vừa qua người ta nghiên cứu. Wow, tội nghiệp những cái con nhỏ, con này hả? Đẻ ra là chùi gì là có những con mà tuổi thọ rất là dài, nhưng mà vừa mới ra bị người giật liền. Tê giác nè, voi nè, lấy ngà nhiều lắm chị. Những cái động vật nó sống rất là dai, mà khi mà vừa ra là bị con người ta nghiên cứu đi. Nghiên cứu để lấy ngà, để lấy tội nghiệp. Mình phải bảo tồn phải không Lê Thái? Dạ vâng, chính xác. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin và như của Huyền với Lê Thái cũng hay đưa rồi, ở một cái park ở Arkansas, là chuyên gia có những đứa trẻ nó, hoặc là những người ở đó họ kiếm, họ nhặt những cái viên kim cương thưa quý vị, mà những cái viên kim cương này là nó nguyên chất luôn. Thì một cái đứa trẻ 7 tuổi vừa rồi đi chơi ở cái khu park này thì đã kiếm được một cái viên kim cương 3 carat thưa quý vị. Thì cái 3 carat này nó là màu nâu, và đứa trẻ 7 tuổi này nó đang trong lúc là gia đình tổ chức một cái buổi sinh nhật ở khu Carter of Diamonds Park, thì đã thấy cái viên kim cương màu nâu vàng. Mặc dù công viên biết đến nơi là khách du lịch họ tới đây chơi, họ hay tìm thấy những cái viên kim cương, nhưng mà không phải là lúc nào cũng tìm thấy đâu quý vị, nhưng mà nó thường xảy ra hơn so với những cái khu vực khác. Và đây là viên kim cương lớn thứ 2 được phát hiện ở trong năm nay. Và quát những nhân viên ở trong cái công viên này cho biết viên kim cương đã được tái tạo trên bề mặt của nó nổi lên trên bề mặt của trái đất là do một trong những nhà thầu mà họ đi đào thầu ở cái khu vực này. Hồi trước kia nó không phải là một cái khu park, không phải là một cái công viên, là một cái nơi để người ta đào những viên kim cương này ra. Thì ngày hôm nay cái viên kim cương này nó đã nổi ở trên mặt đất thưa quý vị. Thì lâu lâu nó cứ nổi lên từng cái như vậy, nhưng mà hên xui may rủi mà thôi. Mà trong năm này đó là viên thứ 2 đã được kiếm, và một trong những cái viên lớn nhất ở một trong những cái công viên, như đọc lại đó là Crater of Diamonds ở
tiểu bang Arkansas, thưa quý vị. Wow, đó là một mù đến nó đi tới đó chơi đây. Thôi mù nhưng mình tới đó mình chơi thôi, mình coi thử mình có lucky mình kiếm được hay không. Em thấy nó trồi lên, nhiều khi tự nhiên nó thấy hai chị mình vừa đi tới cái nó trồi lên thấy mình lụm sao. Baccarat đâu có phải dễ. Baccarat đây là cái viên thứ hai trong một năm, thưa quý vị. Chị mua một cái vé bay lên Arkansas có mấy trăm chứ nhiêu. Chị đương viên kim sư kim cương mấy chục ngàn, có phải không đã sao? Để coi mình nhớ, nếu mà coi như tới đó mà không tới Arkansas mà coi như không kiếm được cái viên kim cương nào là vừa tốn vé máy bay nữa, thưa quý vị. Dạ, mà tốn tiền ăn, tiền khách sạn, đủ thứ tiền hết. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 Cà phê sáng của tuần. Chúng tôi xin quý vị giữ màn hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại mở trời cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Vị dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng của tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay cùng với Như Huyền và Lê Thái. Kính thưa quý vị, một số nơi ở nơi công cộng hoặc là khi mà chúng ta sống ở sinh hoạt ở trong một cái nơi nào đó, hoặc là chúng ta di chuyển bằng xe hoặc là bằng máy bay, tất cả mọi cái thì chúng ta nghĩ rằng là chung quanh chúng ta mọi thứ nó đều an toàn, nhưng chưa chắc là nó an toàn, đúng không chị? Đúng rồi. Nó an toàn về rất là nhiều cái, về giao thông, về tất cả mọi cái, và an toàn ngay cả là cái bản thân của chúng ta không bị bất kỳ một cái người nào người ta có thể đang theo dõi, hay chúng ta đến cái ATM, hay chúng ta vào trong ngân hàng, hay chúng ta đi đâu đó, nhất là khi mà chúng ta vào trong nhà vệ sinh. Tại sao Lê Thái đưa đến cái thông tin ngày hôm nay, thưa quý vị? Tại vì có một cái vụ là một cái chiêu đãi viên hàng không nam của hãng hàng không American Airlines ở bang Massachusetts đã bị cáo buộc là lắp một cái camera quay lén ở trong nhà vệ sinh của cái khoang hạng business, khoang hạng thương gia. Và cảnh sát ở bang Massachusetts đã hộ tống và đưa một cái tiếp viên hàng không ra khỏi máy bay chở khách của hãng American Airlines mang số hiệu là 1441 khởi hành từ Charlotte đến Boston vào hôm ngày 1 tháng 9 vừa qua, thưa quý vị. Và theo truyền thông địa phương thì một người phụ nữ người ta khiếu nại về việc là con gái của bà đó, khi mà đi vào trong nhà vệ sinh ở khoang hạng nhất, tự nhiên cứ cô gái này thấy nó cái gì một cái ở trong cái restroom ở trong cái bồn cầu, nó có một cái vật gì đó rất là lạ. Và sau một cái hồi mà nhìn thấy thì cô bé này đã nói là đấy là một cái camera, và cô khiếu nại về cái sự việc mà con gái của mình nhìn thấy cái camera ở trong cái nhà vệ sinh, cái khoang hạng thương gia. Và các nhân viên thực thi pháp luật cũng đã đợi sẵn khi máy bay mà vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Boston ở Logan, thưa quý vị, lúc 10 giờ sáng. Ngày hôm đó thì cảnh sát đã ập tới và đã dẫn một cái nam tiếp viên hàng không, một nam chiêu đãi viên đi ra khỏi cái khỏi máy bay. Và thưa quý vị, cô gái vị thanh niên này đã chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh thì bị một nam tiếp viên ngăn lại với lý do là cần rửa tay. Là khi mà cô bé này, cô nói là ủa tại sao mà tôi đi vào trong đó, cô nói kể với cảnh sát là tại sao mà nam tiếp viên này lại dành đi vào trước. Thì khi mà anh này vào trước rồi anh đó đi ra, thì sau đó cô bé lại sử dụng cái restroom như bình thường. Tuy nhiên sau đó thì mẹ cô đã ngăn các hành khách khác không vào nhà vệ sinh, và cảnh sát là báo là cô báo với họ là cảnh báo họ là có một cái camera giấu kín bên trong. Và máy bay hạ cánh thì cảnh sát đã ập tới bắt cái nhân viên hàng không này đi ra ngoài, thưa quý vị. Và cảnh sát ở bang Massachusetts người ta ban đầu đã báo cáo với cái tổ chức là WSOC-TV ở miền Bắc của Carolina rằng cái sự việc này nó liên quan đến một vụ việc trẻ thành niên cũng với một cái chiêu đãi viên hàng không cùng với một chiếc điện thoại di động. Nhưng cảnh sát tiểu bang này sau đó đã chuyển giao cái sự việc này cho FBI người ta điều tra, và hiện nay thì một cái phát ngôn viên của FBI người ta cũng cho biết rằng là cơ quan này vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Và hãng hàng American Airlines vẫn tuyên bố là họ rất coi trọng vấn đề này và đang hợp tác đầy đủ với những cái cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ trong cái cuộc điều tra. An toàn và an ninh là ưu tiên cao nhất hàng đầu trên những cái chuyến bay của hãng hàng không American Airlines cũng như là những hãng hàng không khác. Và sự việc cũng đang trên đà điều tra. Nếu như mà có thông tin mới thì Lê Thái sẽ gửi đến quý vị trong những chương trình Cà phê sáng, thưa quý vị. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị,
58 triệu người, những người mà đang sống ở Hoa Kỳ, cái bị bệnh viêm khớp xảy ra rất là nhiều, bị đau xương, mà càng lớn tuổi thì cái việc đau xương, đau lưng, nhức mỏi xảy ra rất là nhiều. Và đây là một trong những cái công việc, những cái việc hàng đầu, những cái bệnh hàng đầu đang xảy ra ở trong Hoa Kỳ. Và quý vị, càng lớn tuổi khi mình bâng đồ lên, mình đau lưng và rất nhiều đau lưng, rồi mình nhức mỏi người lúc mà trở trời, thì bác sĩ họ nói rằng họ có những cái lời khuyên rằng cái thức ăn nó sẽ làm cho mình tốt hơn và khỏe hơn rất là nhiều. Thì các chuyên gia chỉnh hình họ nói rằng do cái viêm khớp ở cái độ tuổi mà lúc còn trẻ là đa số ở những cái đầu gối, cổ vai và mọi khớp trong cái cơ thể của mình, đó là những cái joint, nó tiếng Anh gọi là joint pain đó thưa quý vị. Leo lên cầu thang, thậm chí là đi bộ thì cũng đã đau nữa. Thì các nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm như dầu ô liu nguyên chất và mặt hàng có những cái thức ăn nó chủ lực để cảm thấy, để cho cái cơ thể mình khỏe hơn và cái xương mình nó rắn chắc hơn, đó là cái chế độ ăn của Địa Trung Hải, có thể tái tạo và làm cái khớp xương của mình nó mạnh mẽ hơn. Chế độ ăn của Địa Trung Hải là một chế độ ăn tuyệt vời với nhiều trái cây, rau củ quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Đó là theo bác sĩ Elizabeth Aston tại Đại học Khoa học Sức khỏe ở Oregon có những cái lời khuyên như vậy. Một nghiên cứu từ Tây Ban Nha phát hiện rằng những người đàn ông theo chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm dầu olive nguyên chất và hình thành xương nhiều hơn với những người đàn ông ăn chế độ ít chất béo. Ngoài ra, ăn 5-6 quả mận mỗi ngày đã ngăn ngừa mất xương, và cái xương của những người phụ nữ này họ chắc chắn hơn rất là nhiều và không bị mắc bệnh loãng xương. Và khi nói đến sức khỏe về khớp, những quả ớt chuông cỡ trung bình có lượng vitamin C hơn một ngày. Điều này làm cho nó trở nên tuyệt vời cho cái khớp xương của chúng ta, vì vitamin C là một chất chống oxy hóa và chống viêm, và sữa cũng làm tốt xương cho chúng ta. Và có những người họ nói rằng có một người đàn ông từ 80 tuổi họ nói tới bây giờ là quá trẻ để mà bắt đầu rồi, nhưng mà những người nhà dinh dưỡng và bác sĩ họ nói rằng không cái gì mà quá trẻ hết thưa quý vị. Mình thay đổi cái thức ăn hàng ngày của mình sẽ làm cho cơ thể của mình tốt hơn và cái xương mạnh mẽ hơn. Tất nhiên là em nghĩ là không có gì mà trễ cả, tại vì Lê Thái và Như Huyền vẫn tiếp tục gửi đến quý vị những cái thông tin liên quan đến những cái thực phẩm, những cái thức ăn nào tốt cho cơ thể. Yeah. Thành ra là mỗi ngày khi mà cứ lứa tuổi chúng ta ngày càng lớn đi, chúng ta già đi, thì cái vấn đề mà chúng ta tiếp thu những cái kiến thức về dinh dưỡng này nọ nó vẫn rất là tốt theo từng cái lứa tuổi một. Chúng ta có thể đề phòng hoặc là chúng ta có thể cải thiện và chúng ta có thể phục hồi những cái nào mà chúng ta đang bị thiếu khuyến khích về sức khỏe và ăn uống này nọ, thì nó rất là hay. Một lần nữa cảm ơn chị Như Huyền, Lê Thái cũng hay để ý đến những cái thông tin về những cái khẩu phần ăn của Địa Trung Hải, nó rất là hay nha. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, muối là một trong những cái gọi là cái gia vị nó không thể thiếu trong cái cuộc sống của loài người, không phải riêng của một người nào cả. Và khi mà chúng ta thấy rằng hồi xưa người ta có thể người ta đổ những cái món vàng, những cái món hột xoàn, những cái nữ trang, những cái kim cương để người ta lấy muối, là một cái chuyện vô cùng gọi là chuyện đã xảy ra, và nó vô cùng hiếm. Muối cái thời điểm mà lúc cách đây mấy ngàn năm, mấy trăm năm, nó vô cùng đắt đỏ, rất là khó để người ta có thể có được muối. Và có bao nhiêu loại muối trên thế giới này thì hầu như là Lê Thái, nói chung Lê Thái cũng không thể nào biết được bao nhiêu cái loại muối trên thế giới này. Nhưng mà để mà chúng ta biết được những cái loại muối nào nó như thế nào đó, thì ngày hôm nay cái bản tin này rất là hay thưa quý vị. Khi mà quý vị ăn á, quý vị nấu ăn, quý vị có biết là chúng ta nên nấu loại muối nào không? Chị có biết không? Chị cũng hay nấu ăn, chị có biết nấu loại muối nào không? Thường thường là chị hay nấu cái loại muối mà cái muối nó hồng á em. Dạ vâng, muối hồng. Dạ vâng, ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin, và trên mạng thì quý vị thấy là một số cái muối mà Lê Thái sẽ xuất cho quý vị coi ngày hôm nay. Trên thị trường hiện nay thì quý vị có rất là nhiều loại muối, nhưng mà ít ai trong chúng ta có thể là để ý cái thành phần và công dụng của nó như thế nào, và chúng ta ăn cái loại muối nào mà nó có tốt cho sức khỏe của chúng ta. Muối như quý vị cũng biết, nó là natri clorua, hay cái tên hóa học của nó đó là NaCl, là có độ clorua là Cl thưa quý vị, nó có độ tinh khiết là 97-99%, và muối tinh khiết gần như là không có tạp chất và khoáng chất ở trong đó. Mặc dù là nó thường được bổ sung thêm những cái chất như là iốt này nọ chúng ta hay thường nói, và nó đặc biệt là loại muối này nó chát và mặn vì mất đi những các vi lượng, và thường dùng làm bột canh hoặc là nhiều cái loại gia vị khác. Là cái muối mà chúng ta thấy cái muối mà trắng tinh mà đã qua tẩy rửa rồi đó, thì nó lại mất những cái khoáng chất mà chúng ta cần thiết. Cái muối biển hay chúng ta gọi là muối hột được thu qua bởi sự bay hơi của nước biển và chứa hơn 80% cái natri clorua. Ngoài ra cái loại muối hột này có chứa rất là nhiều vi chất khác như là sulfat nè, carbonat nè, canxi, kali, magie, sắt và kẽm.
Và muối hạt, muối hột á, nó có vị ngọt hậu giống như là vị ngọt của nước mắm cốt. Và người châu Á, nhất là người Việt Nam chúng ta cũng rất là hay dùng muối này để chúng ta nêm nếm đồ ăn. Và chúng ta không dùng bột ngọt hay là chúng ta gọi là mì chính á, để mà nêm trong đồ ăn. Thì nó là giống như là cái muối này nó tạo cái vị ngọt tự nhiên hơn là cái muối mà chúng ta đã qua tẩy rửa. À, một loại muối nữa là, thưa quý vị, đó là cái muối xê tích. Đây là một cái loại muối có màu xám vì màu sắc của nó thu được một cái cách thủ công qua quá trình mà phơi khô dưới cái ánh nắng mặt trời. Và nó cũng ít natri và giàu khoáng chất khác. Muối ma đình là một cái loại muối biển có dạng vẫy và nó là một cái loại gia vị lý tưởng cho những cái món như là salad và thịt. Và được sử dụng rất là nhiều làm nước sốt, thậm chí để pha cocktail ở một số nước châu Âu. Cái muối hồng mà hồi nãy chị Như Huyền đề cập đến, thưa quý vị, đó là cái muối Himalaya. Được khai thác từ các mỏ muối ở vùng núi Pakistan và nổi bật về cái hàm lượng sắt và vi lượng mang lại cái tông màu hồng rất là đặc trưng. Một trong những cái biến thể của nó là muối đen được chiết xuất phổ biến nhất là ở Ấn Độ, cũng rất là giàu những cái chất lưu huỳnh và magie. Vậy là cái loại muối nào tốt, thưa quý vị? Bác sĩ nói, chuyên gia dinh dưỡng nói muối nào cũng tốt, nhưng mà chúng ta đừng ăn nhiều thôi. Yeah. Nhưng mà nếu như quý vị có thể mà vào chọn ở trong những cái tiệm như là TJ Maxx này, ở trong những cái chỗ mà Ross cũng có bán, hoặc là những Walmart nó cũng có bán rất là nhiều. Nhưng mà để mà chúng ta dễ dàng mua thì chúng ta mua những cái loại muối mà đựng trong hộp á, nó có màu hồng hồng rất là đẹp, hoặc là rất là nhiều màu giống như là những cái viên đá pha lê vậy đó. Nhưng mà nó đựng trong đó thì quý vị có thể chúng ta xay ra là chúng ta có thể ướp thịt, ướp này nọ ăn ngon lắm. Hoặc là quý vị ăn steak á thì chúng ta thấy mặn hơi nó cũng ngon. Đúng rồi, chúng ta có thể chúng ta dặn chúng ta phủ một lớp ăn, nó vừa có vị ngọt mặn mặn mà có vừa vị ngọt ngọt thanh thanh của nước biển, rất là ngon. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 Cà phê sáng của tuần. Chúng tôi xin quý vị giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như bốn miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, bệnh đau tim là một trong những cái căn bệnh giết người số 1 ở Hoa Kỳ. Cứ 40 giây thì lại có người bị đau tim. Thì hiện tại, những nhà nghiên cứu, những bác sĩ họ đã phát hiện ra một trong những cái vấn đề để mà mình chẩn đoán, để mà biết trước cái nguy cơ bệnh đau tim đau tim nó xảy đến để đi kiểm tra. Đây là một trong những cái thống kê đáng sợ và những cái bài kiểm tra nó cung cấp thêm cho các quý vị về thông tin nguy cơ bị đau tim. Từ kiểm tra huyết áp, cholesterol đến nhiều lần về để mà kiểm soát về bệnh ung thư. Và khi chúng ta già đi, danh sách các xét nghiệm y tế ngày càng dài hơn rất là nhiều. Và bây giờ bác sĩ nói rằng một cái nữa để họ đưa vào một danh sách đó là cái điểm canxi mạch vành thật sự là chụp bằng CAT. Và tiến sĩ cho biết rằng mất 2 phút để có được hình ảnh, một cái bức xạ nó rất là rõ ràng. Thì từ đó họ có thể chẩn đoán được là có nguy cơ bị đau tim hay không. Quét CAT đó có thể sử dụng tạo một cái thang đo từ 0 cho tới 400. Và những cái gì họ nhìn vào cái động mạch vành để xem liệu có bất kỳ canxi nào trong động mạch vành của bạn hay là không. Và nếu mà họ tìm thấy canxi nó có theo cái con số tương đương với cái mắc bệnh, theo cái bệnh là có nguy cơ bệnh đau tim hay là không. Điểm số 0 có nghĩa là không có mảng bám. Và điểm càng cao, càng nhiều mảng bám thì có nhiều nguy cơ sẽ bị bệnh tim. Kết nối với đầu trái tim, đầu của chúng ta kết nối với tim của chúng ta rất là nhiều. Mặc dù chúng ta đều nghĩ rằng cái sự căng thẳng nó không ảnh hưởng gì đến cái bệnh tim hết, nhưng mà khi chúng ta căng thẳng nó ảnh hưởng tới bệnh tim của chúng ta. Ngay cả điểm số 1 cũng không có nghĩa rằng là mình không có nguy cơ bị đau tim. Vì vậy bác sĩ họ khuyên rằng là chúng ta, những người họ đi nên kiểm tra, mà khi đi kiểm tra quét cái khi mà scan cái CAT này á, thì chỉ có 2 phút mà thôi, thưa quý vị. Tiếng Việt dịch ra là điện tâm đồ, thưa quý vị, là cái trong này, trong tiếng Anh đây là điểm canxi mạch vành đó, thưa quý vị. Thì quý vị đi kiểm tra như vậy, và cái giá nó cũng rất là rẻ, từ 100 tới $100 mà thôi. Trong khi tiến sĩ Rama nói rằng cái bài kiểm tra này
không cần phải được lặp đi lặp lại hàng năm. Và ông ta nói rằng nếu mà khi đi kiểm tra mà cái điểm của mình đạt tới số 0 thì cũng phải 5 năm mình mới đi kiểm tra lại. Thì đây là một trong những cái vấn đề để cho mình biết trước và mình ngăn ngừa nếu mà mình có nguy cơ bệnh đau tim hay là không. Nếu như mà trường hợp mà chúng ta bị đau tim mà khi chúng ta gặp một ai đó thì sao ta? Cái đó có phải là do là chúng ta có tiền sử bị bệnh tim không? Cái đó là do xét đánh tình yêu thôi. Giống như chị Như Huyền gặp một cái anh nào đó mà six pack này nọ hay là cao lớn này nọ đi ngoài mo chẳng hạn đi, tự nhiên tim chị Như đập bịch 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 thì cảm giác em khó thở quá. Đó là hồi hộp, đó là đau tim, là vì xét tình đó phải không? Tim, cái đó gọi là tiếng xét ái tình thưa quý vị. Nhưng mà suy cho cùng thì đây là một cái thông tin rất là thú vị ha. Có nghĩa là tuy là chúng ta cái mức đo chúng ta mức ở zero nhưng mà chưa chắc là chúng ta không bị tim. Yeah. Rất là hay. Có nghĩa là cứ mỗi năm khi quý vị mà xét chúng quý vị đo tim động gọi là điện tâm đồ hoặc là quý vị họ đã chụp CT scan á thì có thể là chúng ta phát hiện ra là cái tim chúng ta không bị gì, nhưng mà 5 năm sau quý vị vẫn phải tiếp tục đi kiểm tra tim để mà chúng ta xem là chúng ta có bị cái tiền sử của nguy cơ có bị tim hay không. Rất là hay đó, thật sự. Nên đi kiểm tra đó quý vị. Nên đi kiểm tra và bảo vệ một trái tim, mà nếu mà có những cái thời gian những cái sổ sau thì Thái sẽ đưa đến quý vị những cái thông tin để mà chúng ta có thể chúng ta bảo vệ cái trái tim chúng ta được tốt. Bảo vệ trái tim chúng ta đập bình thường chứ không bị đập loạn nhịp trước một cái phái đẹp nào đó, một anh đẹp nào đó, một cái cô đẹp nào đó. Cái đó rất là hay ha. Yeah. Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng lắm đó. Không, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều chứ. Nhiều khi mà chúng ta gặp người đẹp nhiều quá mà cái ngày nào cũng gặp làm tim nó, cái ngày nó cứ đập nhanh thế. Tim thòng. Nó thòng từ trên ngực, nó thòng xuống dưới đầu gối. Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng ta có con cái, con cháu này nọ thường khi mà nựng hay là chúng ta ôm hôn hòa tỏ những cái hành động mà chúng ta yêu mến của trẻ em đó thì có rất là nhiều cái cử chỉ mà chúng ta thể hiện. Ví dụ như là quý vị có ôm hoặc là chúng ta có thể chúng ta hôn hoặc chúng ta nựng má này nọ. Thì người châu Á chúng ta, người Việt Nam chúng ta thì có những cái thói quen là chúng ta hay nựng này nọ. Yeah. Hay nhiều khi hay vỗ vào trong đít. Đồ hồi đó ông bà xưa có hay nhéo gặp mấy thằng con trai á. Nhéo má, yeah, nhéo. Mà có con cò này nọ thưa quý vị, thì mấy ông hay nhéo con cò lắm. Mà qua đây thì làm cái đó là bị phạm pháp á. Là không đi được. Vô treo liền thưa quý vị. Thành ra là cái thói quen mà chúng ta nựng con hoặc là chúng ta hôn con hoặc hôn những em bé đó, nó có là cả một cái quá trình. Và nó cũng có một cái gọi là những cái bài học và những cái cách thức làm sao mà cho nó hợp vệ sinh, nó hợp cái hoàn cảnh và nó không gây đến những cái sự phiền não cho bản thân và cho trẻ em, cũng như là không ảnh hưởng đến tâm lý của những trẻ. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin là tại sao ngay cả ba mẹ rồi nha mà cũng không được hôn con bằng miệng, huống hồ chi những người ở ngoài. Tại sao chúng ta có con chúng ta không được hôn con bằng miệng thưa quý vị? Theo tiến sĩ tâm lý là ông Charlotte Rennick ở Hoa Kỳ cảnh báo rằng là khi mà bố mẹ mà hôn con của mình á, hôn môi của trẻ em á, khiến cho bé khó có thể mà phát triển những cái ranh giới lành mạnh trong tương lai. Và nhà tâm lý học là ông Charlotte Rennick giải thích rằng là môi và miệng là hai cái ranh giới cá nhân của cơ thể của con người. Và khi mà chúng ta hôn lên môi một đứa trẻ đó thì cũng cho thấy rằng cái ranh giới của những cái trẻ em này có thể bị xâm nhập mà không gặp một cái vấn đề gì cả. Và cái thói quen hôn môi con của cha mẹ làm tăng cái nguy cơ phát triển là hội chứng nạn nhân, khiến con mình không có khả năng nói không và quản lý ranh giới cá nhân của mình một cách chính xác, và có thể là bản thân bé có thể là quản lý cái cuộc đời của bé một cách chính xác được về những cái hành động trong tương lai. Và theo chuyên gia thì khi một đứa trẻ mà nó lên 5 tuổi đó thì nó dần hình thành những cái nhận thức về những cái tình về cái gọi là những cái quan sát, những cái tò mò về tình dục. 5 tuổi rồi là trẻ em nó đã biết quan sát và tò mò về những cái đó rồi. Và một số trẻ thì còn có những nhận thức sớm hơn như vậy nữa, thậm chí là khám phá những cái bộ phận riêng tư của bản thân, và nó cảm thấy là nó dễ chịu khi mà nó quấy rối, nó tự động là nó đụng chạm, nó sờ, yeah. nó như vậy. Và nụ hôn lên môi có thể là kích thích trẻ thưa quý vị. Do đó dù là chúng ta là cha mẹ, ông bà, tuyệt đối là chúng ta không được hôn lên môi của con mình. Và trẻ em có xu hướng là bắt chước người lớn, do đó là ngoài hôn môi cha mẹ thì chúng có thể là hôn môi người khác để mà nó biểu thị cái sự là yêu mến, trong khi là nó không nhận ra cái ý nghĩa sâu xa của cái cử chỉ này. Và nó tự nhiên nó gặp ai nó cũng có thể nó hôn miệng, gặp bạn trong lớp cũng hôn miệng, hoặc là người lạ nó cũng có thể nó hôn miệng, là không nên. Và tốt nhất thưa quý vị thì chúng ta chỉ nên hôn lên má hoặc lên trán của những trẻ em mà thôi. Ngoài ra thì hôn môi trẻ em nó còn gây rất là mất vệ sinh. Các bác sĩ và đặc biệt là nha sĩ người ta cảnh báo rằng là có một số lượng lớn những cái vi khuẩn ở trong miệng của người lớn có thể truyền sang cho trẻ nhỏ và gây hại cho chúng rất là nhiều. Do đó thì khi mà trẻ em nó có hệ thống miễn dịch yếu hơn người lớn, và một số bệnh nhiễm trùng nguy hiểm có thể xâm nhập vào cơ thể của những cái trẻ em này qua nước bọt của con người và người lớn của chúng ta.
Một số chuyên gia như là vụ mà tiến sĩ ông Paul Kochmeyer, ông cho rằng là hôn lên môi của trẻ em không có gì sai cả, nhưng mà chúng ta nên dừng lại khi trẻ bắt đầu có những ý thức về giới tính thì nó là tốt hơn cho trẻ. Chúng ta có thể nựng con bằng mọi cách, hôn lên má, hôn lên trán, sờ đầu, vuốt đầu, nhưng mà tuyệt đối tập khi mà trẻ có nhận thức từ năm 3-4 tuổi rồi thì chúng ta nên ngừng hôn vô cái miệng của bé. Nói về cái hôn ở trong cái miệng thì đâu phải dễ gì hôn đâu. Người lớn của chúng ta mà cũng đâu phải dễ gì cho hôn. Mà tại sao chúng ta quá dễ dãi mà khi chúng ta mà hôn con mình vậy là chúng ta hay gây hại, đúng không? Đúng rồi. Giống như chị Như Huyền, bây giờ thí dụ chị Như Huyền ra thí dụ và thấy một cái anh chàng nào đó là em chẳng hạn, đi thấy cô nào đó tự nhiên chúng ta quá dễ dãi trong khi trong lúc mà chúng ta trao cái nụ hôn mà thần bí của chúng ta, nụ hôn giá trị của chúng ta. Thì có phải là chúng ta quá dễ dãi không? Chị thấy dễ dãi không? Đâu, chị đúng có bây rồi. Giờ mà, chị có bây giờ mà hôn ai mà hôn môi ai mà dễ dãi khi mà lần đầu tiên chị gặp không? No, khó lắm quý vị, mà cũng ngượng nữa phải không? Ngượng hả? Dù sao mình là người con gái Á Đông mà. Thiệt không? Nhưng mà đúng bên vậy. Pháp, người Pháp thì họ gặp nhau đó, cái hôn môi mà hôn nơi má đó là chuyện bình thường, nhưng mà nó không phải là mình mới gặp lần đầu tiên thì dĩ nhiên là không rồi. Bắt tay là quá rồi hả? Chị nói vậy thôi cô không biết có tin đúng. Nhưng trời mà giỡn thôi, chọc chị Quyền thôi quý vị. Nhưng mà em nghĩ rằng là Thái cũng nghĩ rằng là cái chuyện mà chúng ta thể hiện cái tình cảm âu yếm thì đối với một cái người mà thí dụ chúng ta đầu áp tay gối thì chúng ta hôn là chuyện bình thường. Chuyện giáp. Đúng không? Là chúng ta biết rõ quá rồi. Có lây bệnh thì cũng là chung nhà với nhau lây bệnh rồi. Mà đối với trẻ em thì chúng ta hơi cẩn thận chút xíu, tại vì chắc chắn là chúng ta không muốn con em chúng ta bị bệnh, thưa quý vị. Một lần nữa thì trong chương trình Cà Phê Sáng, Lê Thái và Như Huyền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi từng xuyên suốt từ đầu đến giờ, và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian lúc nào cũng yêu thương Như Huyền và Lê Thái trong chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần của Đài Lido Sài Gòn TV. Phát hình live trên băng tần KDOC miền Nam Cali 56.10, miền Bắc Cali là 16.11 và vùng Houston, Texas 27.6. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 17 tới tháng 9 năm 2023. Một lần nữa thì Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Chào Lê Thái, và hy vọng ngày hôm qua Lê Thái có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ không? Dạ vui, em thì thứ bảy nào em cũng vui cả, cứ được cuối tuần. Cái gì đặc biệt không? Nói nữa thì người ta nói là xong Thái này nó boring, nó chán quá, thấy cái tuần nào nó cũng về corona, nó cũng đi về gia đình nhà mà. Ba mẹ. Thật sự là em vẫn family thích về man, nhà quý vị. Family về nhà với ba mẹ, hoặc là dẫn ba mẹ em đi ăn, hoặc là em đi về nhà bên bà gia, bên má vợ đó, thưa quý vị, rồi nôm na là bà gia. cho nó dễ gần gũi hơn. Thì về đó thì có mấy anh chị em này nọ chơi này nọ với nhau cũng rất là vui. How about you? Dạ, chị thì cũng đa số là cũng boring như Thái vậy. Just kidding, không phải là cũng dành đa số cuối tuần là dành thời gian cho gia đình. Thì lâu lâu có những đặc biệt đi hang out với bạn bè hay là đi đâu đó, đôi lúc đi ăn uống với Lê Thái. Đó, mà cứ Lê Thái hẹn ngoài mà chưa dắt chị đi ăn. Just kidding. Không, em cũng plan rồi, em cũng plan. Em dẫn chị đi ăn một bữa thật là no đê. Thiệt luôn đó. Em ra ngoài bánh mì Sài Gòn, em mua hai ổ, hai chị mình ngồi gặp. Là đủ no rồi hả? Xong chai nước suối. Uống cho nó đỡ ra thì quý vị. Khi mà nó đỡ ra là nó no đê luôn. Vậy cũng vui, nói chung đi đâu mà có một người bạn vui thì cho dù ăn cái gì cũng cảm thấy vui, và âm tư quý vị. Và bên cạnh đó, Như Huyền cũng kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay với Như Huyền và Lê Thái. Và đầu cái buổi show thì Như Huyền và Lê Thái cũng muốn cảm ơn tất cả những quý vị khán giả đã có những cái comment rất là dễ thương ở trên Facebook và cũng như ở trên YouTube cho Như Huyền và Lê Thái. Yêu lắm quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đầu bản tin ngày hôm nay Lê Thái đưa đến một cái thông tin cũng khá thú vị. Lê Thái, không phải là, em nghĩ là không phải một mình Thái đâu, hay là quý vị cũng vậy, hoặc là chị Như Huyền cũng vậy. Khi chúng ta đi đến một cái nơi nào đó, mall, chúng ta đi shopping, hay chúng ta đi vào trong bất kỳ một cái chỗ nào, nhà hàng, restaurant này, chúng ta ăn uống, thấy một cái người nào đó đẹp thì chúng ta đều phải là
phải ngoái lại nhìn. Nếu cũng như khừng lại chứ. Thật sự chúng ta phải khừng lại ít nhất trong khoảng một là một khoảng thời gian gian nào đó thôi, vài giây, một phần ngàn của giây thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vậy thì make sure là quý vị điên mình nha, đừng có để đi chung với ông xã bà xã này nọ, thì khi mà chúng ta bị thượng lại cái là bị bắt dòng liền, là bị ghen liền. Đấy, anh nhưng, nhìn gì mà nhìn dữ, anh nhìn ai mà anh nhìn dữ, em nhìn ai mà em nhìn gì em. Nhưng mà Lê Thái nói bản tin ngày nay không phải là liên quan đến vấn đề mà gọi là bắt ghen hay là ghen khi mà nhìn ai. Cái câu chuyện Lê Thái muốn nói đến là đôi lúc khi mà đi vào trong mall thấy có những người rất là đẹp thôi quý vị. Mình không hiểu là tại sao mà đẹp không phải là người ta trẻ trung người ta đẹp, như cái tuổi mình người ta đẹp thì mình không nói đúng không? Người ta lớn tuổi vẫn có những đẹp, có những cái bà trời, có bao nhiêu bà Mỹ trắng thôi quý vị, cái mái tóc trắng đẹp, mặc đồ sạch sẽ, đi ngang qua thơm tho với một cái đôi đỏ nhỏ xíu thôi mà rất là lớn tuổi mà rất là đẹp, đẹp gọi là đẹp lão. Rồi có những cái ông nó thật là 50 mấy 60 mấy tuổi thôi quý vị, mặc những cái bộ đồ vest hoặc là những cái áo thun, bỏ áo vô quần, đi những cái bộ về tay mà tóc bạc luôn á, có một cái bộ râu mà chúng ta nhìn trời không biết là mai mốt Lê Thái lớn tuổi được như vậy, Lê Thái có đẹp được mình đẹp có được vậy không? Tại sao khi người ta lớn tuổi rồi người ta vẫn đẹp như vậy? Thì ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin là đàn ông hay phụ nữ hấp dẫn hơn khi về già, và những cái người mà thuộc cái tuyết mà hấp dẫn hơn khi về già là những người nào thưa quý vị? Và theo nghiên cứu tại trường đại học mà Georgetown của Hoa Kỳ cho thấy rằng là khi mà đàn ông của chúng ta duy trì được cái sự hấp dẫn cho đến tuổi 50 và trên đó nữa đó, thì cái chỉ số này của phụ nữ là giảm dần theo mỗi thập kỷ. Đàn ông càng hấp dẫn về già thì lại phụ nữ lại giảm dần theo từng thập kỷ thưa quý vị. Nghiên cứu mới của giáo sư Michael Rowley là cộng sự của ông đó, sử dụng một cái công nghệ về sự tiến triển của tuổi tác ở trên khuôn mặt để mà tìm ra tác động của những cái việc lão hóa nó gây đến cái sức hấp dẫn của những cái người con người của chúng ta. Và nghiên cứu chọn ra những người tham gia trong độ tuổi từ 20 cho đến 29, chụp những cái bức ảnh cận cảnh và sau đó thông qua cái công nghệ dự đoán ngoại hình họ ở độ tuổi 30, 40 và 50 bằng công nghệ AI. Thì cái công nghệ này nó sử dụng dữ liệu hơn 200.000 tấm hình để mà tham khảo và được xác định là có độ uy tín và chính xác vô cùng cao. Sau đó thì các nhà nghiên cứu người ta cho hơn 300 người đánh giá mức độ hấp dẫn và nam tính và nữ tính của từng ảnh theo thời gian và theo thang điểm từ 0 cho đến 100. Cái mô hình này nó hiển thị độ chính xác rất cao thưa quý vị, với 85% những người tham dự đoán chính xác độ tuổi của những người trong ảnh được hiển thị. Và trung bình thì phụ nữ người ta được cho là có mức độ hấp dẫn giảm hơn 10 điểm so với độ nữ tính, giảm dần 8 điểm sau mỗi thập kỷ so với nam giới. Và hiện nay thì cái mức giảm nhanh nhất ở phụ nữ trên 40 tuổi và cái sức hấp dẫn của nam tính, của nam giới á, lại được duy trì tương đối tốt cho đến tuổi 50. Sau 50 thì điểm hấp dẫn mới bắt đầu giảm dần mà thôi. Và cái kết quả này có liên quan mật thiết đến mà cái việc mà quan điểm sinh học và tiến hóa mà công nghệ người ta đã đưa ra. Nhiều nghiên cứu người ta cũng chứng minh được, thưa quý vị, cái sự hấp dẫn của khuôn mặt và khả năng sinh sản nó có mối liên hệ chặt chẽ với những cái đặc điểm hấp dẫn của khuôn mặt. Cái sự già đi hoặc là lão hóa sớm hơn của nhiều phụ nữ so với nam giới có thể liên quan đến nhận thức về khả năng sinh con. Và thêm vào đó thì khoa học người ta cũng chứng minh rằng là nam giới có tốc độ lão hóa xương hàm tương đối ổn định, trong khi nữ giới người ta lão hóa nhanh hơn. Từ đó người ta nhìn thấy cái dấu hiệu mà tuổi tác nhiều hơn so với đàn ông. Cụ thể là cả hai giới người ta trải qua những cái thay đổi về xương khiến cho xương hàm nó trông nam tính hơn theo thời gian, dẫn đến cái sự tăng cường nam tính ở đàn ông và nó lại suy giảm ở những người phụ nữ. Hơn nữa thì các phát hiện này còn có là nguyên nhân dẫn đến từ cái quan điểm tâm lý xã hội của hai giới và cái sự khác biệt về sức hấp dẫn và nữ tính của phụ nữ so với nam giới, nó làm nổi bật cái sự bất bình đẳng trong cái vấn đề mà nhận thức về lão hóa dựa trên giới tính. Và hiện nay thì là tóm lại những cái phát hiện này nó cố cho rằng là cái quan điểm bằng sự lão hóa và sức hấp dẫn nó có liên quan với nhau và chứng minh cái tiến trình lão hóa khác biệt giữa hai giới, giữa nam và nữ. Và trên mạng quý vị thấy nãy giờ làm những cái ông này là ta trên 50 không? Rất là đẹp. Chị Như Huyền xuyến sao không? Tìm đập bích. Nãy giờ quá hình thấy không? Gặp ở ngoài á, face to face thì có thể là quá tìm đập. Quá đẹp quý vị thấy không? Nhìn muscle. Rất là bởi vì sang trọng mà. Ông này ông râu riêng không mà quý vị khỏe. Thấy không? Nhìn vẫn đẹp trai. Yeah. Bởi vì cho ta nói không biết là ông này không được rồi nè. Ông này quá đẹp trai. Có nghĩa là không biết là đây người Thái về già có được giống Như Huyền. Còn đẹp hơn vậy nữa. Em thấm ơn chắc chị. Chắn luôn. Đó còn đẹp hơn vậy nữa. Tôi lớn với em trong buổi sáng ngày hôm nay. Thôi mình đừng phải nghĩ tới chuyện già nữa. Mình đâu có muốn già đâu. Cảm ơn Lê Thái. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, khi mà nói tới một trong những cái ca sĩ đó là Nhi Huyền, với Lê Thái cũng có nhắc tới rồi, một ca sĩ không nhận của Nhi Huyền không mà ca sĩ rất là yêu thích của Lê Thái và của một số quý vị nữa. Và thưa quý vị, đó là Mark Anthony, một ca sĩ nhạc pop mà quý vị cũng biết
cái lịch sự của anh ta thì cưới rất là nhiều người thưa quý vị, và trong đó tình trường mà quý vị thấy rất là đàn ông và đẹp trai và cũng lớn tuổi rồi, thì đó là một cái mẫu người của rất là nhiều cô gái, vừa nam tính vừa đàn ông, vừa hát hay và ăn nói cũng rất là dễ thương. Thì vừa rồi cuối cùng ca sĩ Mark Anthony này đã được lấy được một cái ngôi sao, chiếm được một cái ngôi sao trên Hollywood thưa quý vị, trên đại lộ danh vọng Hollywood vào tuần trước thưa quý vị. Và rất nhiều gia đình bạn bè tụ tập để cho cái sự kiện này. Cái ngôi sao âm nhạc này rất là bất ngờ và anh ta rất là vui thưa quý vị. Một cái bài hát mà Nhi Huyền thích nhất của anh ta này đó là She Means Me or All I Need To Know hoặc là Loves It All. Đó là một trong những cái bài hát tiếng Anh mà đa số hầu như những cái album sau này của Mark Anthony đó là bằng tiếng Spanish. Trong đó có vừa trong cái cuộc dự cái sự kiện lớn nhất của anh ta thì có siêu sao bóng đá đó là David Beckham cũng có mặt để mà trong cái ngày lễ trọng đại của Mark Anthony. Hai người này là bạn của nhau hơn 20 năm rồi thưa quý vị, được coi như là một trong những cái thành viên của gia đình Beckham, cũng là cha đỡ đầu của đứa con đầu lòng của David nữa. Và Anthony đã được vinh danh vì nhiều thập kỷ thành công trong ngành kinh doanh cũng như là âm nhạc. Và đây là biểu tượng đầu tiên mà anh ta rất là cảm thấy vui sướng. Và anh ta nói đây cũng chỉ là mới bắt đầu sự khởi đầu trong sự nghiệp của mình mà thôi. Và Anthony có 33 bản hit số 1 trên xếp hạng Billboard và cộng với 2 giải Grammy và 6 giải Grammy ở trong Latin. Và anh ấy có lên kế hoạch một chuyến lưu diễn hòa nhạc vào tháng 11 năm nay. Và cái album mới của anh ấy sẽ được phát hành vào mùa xuân năm 2024 thưa quý vị. Wow, đây là một trong những... Đây là ex-husband của ai chị biết không? Của Jennifer Lopez đó thưa quý vị, trong đó hai người như có 2 hay 3 đứa con gì đó. Đó mà nhưng mà bây giờ vừa rồi anh ta đã cưới một trong những siêu mẫu mà cũng là hoa hậu ở Spanish, người Spanish cao rất là đẹp. Và cái á là Mark Anthony luôn luôn quen với những cô gái cao hơn anh ta đa số cả một khúc thưa quý vị. Đó là niềm mơ ước của rất nhiều đàn ông. Dở thôi nha, không có lẽ thấy không thôi, xạo thôi. Tại vì có vợ đang xem quay TV nên không dám nói thưa quý vị. Chồng em chơi thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần. Giữ màn hình thì chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bỏ trời trên này. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, thuốc tăng lực, những cái nước tăng lực là cái nước như là Red Bull nè, rồi cái nước mà đi mỗi lần mà đi working out gym thì những người lớn họ hay uống. Nhưng mà tới bây giờ những trẻ em 12, 14, 15, 16 tuổi high school cũng uống rất là nhiều thưa quý vị. Thì những nhà bác sĩ dinh dưỡng họ kêu cái thuốc tăng lực này có tốt cho trẻ em hay không? Thì ngày hôm nay Nhi sẽ đưa đến cho quý vị một trong những cái bản tin cái lý do tại sao nó không hề tốt cho trẻ em một chút nào hết. Thay vì vậy thì cho trẻ em của mình uống nước trái cây hoặc là những cái nước mà nó nhẹ hơn, chứ những cái nước mà tăng lực nó có nhiều caffeine thì nó hại tới sức khỏe rất là nhiều. Người ta nói rằng là 90% người lớn tiêu thụ caffeine, nhưng cái điều không có nghĩa rằng là cho những cái trẻ em của mình uống, thì từ cái lứa tuổi nào là không nên uống nhiều. Và doanh số được bán nước tăng lực ở Hoa Kỳ đạt tới 20 tỷ đô la trong năm ngoái. Những người có ảnh hưởng lôi kéo nhiều đó là cho trẻ em họ thử, thì vì nó mang những cái bao bì rất là đặc sắc và rất là nhiều màu, chính vì vậy làm cho trẻ em rất là thích uống. Và nước tăng lực là có những cái lon màu sắc rực rỡ, hương vị trái cây ngọt ngào. Và những người mẹ, một trong những cái người mẹ họ đã huấn luyện viên trong bóng đá nói rằng đa số cô con gái của cô ta 16 tuổi mà rất là mê những cái thuốc tăng lực này, và
cô ta cũng khuyên là không nên uống, nhưng đứa trẻ vẫn cứ thích uống, tại vì cái mùi nó tốt, cái màu sắc nó tốt, và uống khi mà uống thì cảm thấy không có buồn ngủ trong lúc là đi học. Nhưng mà những nhà dinh dưỡng, một trong những nhà dinh dưỡng tại UCLA Health, họ nói rằng một đứa trẻ dưới 12 tuổi nên tiêu thụ bao nhiêu caffeine. Đó thật sự cái con số đó là con số 0, thưa quý vị, không nên tiêu thụ bất cứ caffeine nào. Và những đứa mà từ 12 cho tới 18 tuổi thì sao? Thì Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị không quá 100mg mỗi ngày. Nhưng mà những cái chai nước tăng lực này là từ 150 tới 300mg caffeine mỗi lon lận, thưa quý vị. Nó rất không tốt và nhiều thanh thiếu niên thường uống nhiều hơn và có mang lại rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe rất là nhiều, và nó có thể làm khó ngủ, giảm năng lượng và khó tập trung nếu mà uống nhiều quá. Và có những cái lựa chọn như là nước trái cây hoặc là nước lọc hoặc là những cái nước trái cây mà tốt cho sức khỏe hơn là uống những cái thuốc tăng lực này cho trẻ em. Và quý vị nên nhớ là trẻ em từ 12 cho tới 16 tuổi là không nên uống, người ta bác sĩ họ khuyên zero luôn, thưa quý vị, không nên uống những cái thuốc tăng lực này. Hồi đó ở Việt Nam á, khi mà em thấy làm những cái bé còn nhỏ, chứ bản thân của em cũng vậy, thường hay uống nào là Red Bull, nào là bò húc, nào bò cùng á, chúng ta hay nói đó. Nó ngọt ngọt, nó thơm. Nó thơm, yeah. Nó ngon lắm, thưa quý vị. Mà bên đây hiện nay là một số người khi mà cái tuổi thơ người ta đã từng uống Red Bull rồi hay là uống bò húc rồi đó, là đem qua đây, có những cái hàng sách tay qua đây luôn. Nhiều lắm, có luôn á, bây giờ bên đây cũng có bán. Nhiều, chị cũng thấy có, phải không? Chị có uống không? Không, giờ mà hồi Việt Nam có uống một cái nhưng mà nó mạnh quá, cái caffeine của nó, too strong. Mấy cái tài xế mà khi người ta lái xe đường dài, thưa quý vị, thường người ta hay uống cái đó để giảm buồn ngủ, mà em biết không biết có hay không. Nhưng mà tài xế Việt Nam người ta hay uống Red Bull hay là bò húc, thưa quý vị. Vừa qua thì quý vị có 2.2 triệu lít rượu vang, nó đổ như là lũ quét qua một cái ngôi làng ở Bồ Đào Nha. 2.2 triệu lít rượu vang là tương đương là khoảng 600.000 gallon. Và trên ảnh thì quý vị thấy là đó là một trong những cái con đường mà rượu vang á, nó bị đổ, nó rì rò rỉ và nó chảy như một cái dòng lũ quét như vậy. Cuối tuần vừa qua thì các con phố ở làng là São Lourenço do Barreiro của Bồ Đào Nha đã bị nhuộm đỏ khi mà một trong hai cái thùng chứa của nhà máy rượu này nó bị bục, nó bị bể và khiến cho 600.000 cái gallon lít rượu vang đó, thưa quý vị, nó đỏ và nó đổ ra khỏi cái công ty đó, cái hãng đó, cái nhà máy đó và nó đổ ra đường luôn. Và cái lượng rượu vang nó tràn ra từ nhà máy De Vira Distillery gần cái thủ đô của Bồ Đào Nha và nó lấp đầy cái bể bơi đạt tiêu chuẩn là Olympic. Có nghĩa là 600.000 cái gallon này nó lấp đầy một cái bể bơi mà thuộc chuẩn của Olympic, như vậy là rất là nhiều. Chính quyền địa phương ở nhà máy này cũng như là ở địa phương này, người ta đã phải đưa ra những cái cảnh báo về môi trường. Báo chí Bồ Đào Nha cũng cho biết rằng là các video nó được đăng ở trên mạng cho thấy rằng là những cái rượu đỏ này nó tràn lan khắp cái ngôi làng nơi có dân số hơn 2 người dân đang sinh sống ở ngôi làng này. Và lực lượng cứu hỏa cũng như là môi trường, người ta cũng phải đã chuyển hướng cái dòng chảy của rượu vang này để mà nó không có đổ xuống sông, nó làm chết hay là bị làm hư hại của môi trường, thưa quý vị. Và người ta đã đưa nó vào một cái cánh đồng, người ta phải đào để người ta dẫn cái đường đi của nó vào một cái cánh đồng. Và cái tầng hầm của một cái ngôi nhà gần đó là ngập kín rượu vang luôn. Ở một cái ngôi nhà gần đó có một cái tầng hầm đựng rượu, người ta đựng rượu, nhưng mà người ta không ngờ rằng là giờ cái rượu vang nó đổ trong cái tầng hầm nhà người ta, có nghĩa là ngập nguyên cái nhà người ta luôn. Hiện nay thì trong một cái bài phát biểu trên Facebook vào ngày 11 tháng 9 vừa qua đó, thì nhà máy rượu là Le Vira Distillery, ông bày tỏ rằng là ông rất lấy làm tiếc về cái sự cố và nguyên nhân tràn rượu và ra, và chưa có một cái thương vong nào được xác định báo cáo sau sự việc này. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng là họ sẽ có trách nhiệm đầy đủ để mà làm sạch và sửa chữa những cái hư hỏng do cái sự cố tràn rượu này nó gây ra. Và cái đất của cánh đồng nơi rượu vang này nó chảy ra đã được xúc để mà đưa đến những cái nhà máy để mà xử lý. Hiện nay thì cái cánh đồng mà nó đổ rượu nó cũng đang bị chết cây cối rất là nhiều. Em nghĩ rằng nếu như với lại 600.000 cái gallon rượu này mà nó đổ ồ dồn xuống cái con sông gần đó thì em nghĩ là không có một cái con động vật nào nó sống nổi. Cái rất là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường, và em nghĩ là không có biết bao nhiêu động vật. Chỉ có con người chúng ta mới thích uống rượu thôi, chứ em không có cái con cá, con tôm, con cua nào. Nó không thích uống đâu, nó chỉ thích ăn những cái đồ. Chỉ có nhiều người thích uống rượu thôi. Chỉ có nhiều người thích uống rượu rồi ăn hải sản, chứ không có một con hải sản nào thích uống rượu đó. Theo Lê Thái có thích uống rượu không? Mà rượu red wine mà uống ít thôi, uống rất là tốt cho sức khỏe. Dạ vâng. Đừng có uống nhiều, đừng có uống chai này qua chai kia rồi. Chẳng hạn rồi mấy cái rượu mà ngâm về từ mấy thảo dược này thì em cũng thích uống. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin để nối tiếp cái chương trình đó là
Như muốn nói về ung thư tế bào Merkel là gì? Đó là một trong những cái ung thư tế bào da, thưa quý vị, rất là hiếm gặp, nhưng mà không may mắn đã xảy ra cho một trong những ca sĩ đồng quê rất là nổi tiếng, đó là Jimmy Buffett, thưa quý vị. Rất là tội nghiệp, và anh ta đã qua đời trong nhà của mình trong tháng vừa rồi. Và ở New York, Jimmy Buffett cho biết những cái bài hát mà anh ta hay hát, đó là những cái bài hát nổi tiếng nhất, đó là Margarita View, đã qua đời tại nhà ở Sag Harbor, New York, gần Hampton, và đã bị một cái căn bệnh ung thư da rất là hiếm gặp, gọi là cái căn bệnh ung thư Merkel, theo tiếng Anh nói như vậy. Và theo tuyên bố trên trang web của ông ta cũng nói rằng không những là ca sĩ không, mà anh ta còn là kinh doanh quần áo, sòng bài và rất là nhiều nơi nữa, thưa quý vị. Và ông ta đã chiến đấu với căn bệnh ung thư trong 4 năm liên tục, mà trong lúc chiến đấu với căn bệnh ung thư vậy, ông ta vẫn biểu diễn. Và lần cuối cùng ông ta đã biểu diễn ở Rose Island, và sau đó là mất luôn đó, thưa quý vị. Rất là tội nghiệp. Và ung thư biểu mô tế bào Merkel được biết đến trong tài liệu y khoa, đó là một cái bệnh ung thư rất là hiếm, có xu hướng lây lan rất là nhanh chóng, bao gồm các bộ phận cơ thể ở ngoài da. Và theo Viện Ung thư Quốc gia, Liên bang và Phòng khám bệnh của Mayo cho biết rằng các yếu tố nguy cơ bao gồm như là phơi nắng nhiều, hệ thống miễn dịch suy yếu, tiểu sử các bệnh ung thư khác và trên 50 tuổi rất là dễ xảy ra, nên quý vị rất cẩn thận. Buffett gợi lên một cái hình ảnh của anh ta rất là vui vẻ, dễ tính và rất là chan hòa với những người xung quanh. Và bên cạnh đó, không những là ca sĩ không, mà ông ta còn xây dựng những cái thương hiệu quần áo rất là nổi tiếng và những cái sòng bạc bên cạnh đó nữa. Và rất tội nghiệp là căn bệnh ung thư này đã hành hạ người ca sĩ này trong vòng 4 năm qua, và nó lây lan rất là nhanh, thưa quý vị. Ung thư không chừa một ai ha. Dạ. Thật ra là nói chung là chúng ta nên giữ gìn ăn uống kỹ lưỡng. Em thấy có nhiều số người ăn uống cũng kỹ lưỡng. Cũng khỏe lắm mà bị lộng bị do môi trường mình sống nữa. Như nói bên cạnh đó, do ăn uống mà do cái môi trường mình sống xung quanh nữa. Cảm ơn chị Như Huyền. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 Cà phê sáng của tuần. Chúng tôi xin quý vị dừng màn hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại mà hỗ trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Vẫn giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày Chủ nhật hôm nay với sự trình bày của Như Hiền và Lê Thái. Cái thú vị, ông bà ta có câu là hay ông bà hay nói là tao muốn tu mà nó cứ ám tao hoài, hoặc là tao muốn tu mà nó cứ ghẹo tao hoài, nó cứ chọc tao hoài. Mà thật sự thưa quý vị, cái chữ tu đây nó dành cho những cái người nằm trong gọi là Phật giáo cũng có, hoặc là trong những cái tu viện, những cái nữ tu, thì chúng ta dùng từ tu là nói chung để mà con một cái người chúng ta vào trong một cái cơ sở tôn giáo nào đó và chúng ta tu tâm, tu tính, ngay cả tu về cái tinh thần, tu về tất cả mọi cái thì chúng ta dùng cái từ tu. Nói về tu á, tu hành á nào, thì em nghĩ rằng là một số người đủ mọi lứa tuổi, có những cái đứa trẻ rất là nhỏ từ là gọi là tự nhiên em quên không có nhớ được không, giống như là chú tiểu cảm ơn chị Như Huyền, là không nhớ tiếng Việt thưa quý vị, chú tiểu rồi nhà sư rồi những ông thầy này nọ, thì từ nhỏ đến lớn thì cũng có nhiều người ta lớn lên, hoặc là có những người người ta đã lớn tuổi rồi người ta vẫn muốn vào chùa người ta tu. Nhưng mà ở trên mạng thì quý vị thấy đây là một cái vị thầy tu mà gây náo động Hàn Quốc trong suốt cái thời gian vừa qua. Tại sao thưa quý vị? Vì cái vẻ đẹp điển trai của cái ông thầy chùa này, không biết tu nổi không biết, mà ông vào trong cái chùa, ông sư thầy này tên là Bio Meocheon ở Hàn Quốc, và hiện nay thì cái sư thầy này thưa quý vị có đến 26.000 người theo dõi trên trang cá nhân, và khiến rất là nhiều cái số khách cũng như là nhiều cái người ta tu, những cái Phật tử á, người ta đến chùa nó tăng đột biến trong khoảng thời gian mấy năm qua. Wow. Và mới đây thì có một cái tour tham quan vào buổi tối, nó miễn phí cho đến 22 du khách đến chùa. Cái chùa này tên là chùa Hawa Omisa, nó tọa lạc trên một cái núi là núi Jirisan ở tỉnh Cheola của Hàn Quốc. Nhanh chóng hết vé ngay từ những ngày đầu khi mà mở ra ghi danh để mà người ta mua tour du lịch đó.
chưa kể những cái chuyến đi tự phát vào ban ngày, cái này là tu ban đêm nha. Ngôi chùa là nơi tụ tập của hòa thượng, ông này tên là Bio Chong Chion, người đang nổi tiếng trên khắp mạng xã hội ở Hàn Quốc cũng như là trên khắp châu Á trong cái vẻ đẹp thuần khiết cùng cái tài ăn nói vô cùng hài hước nhưng đầy triết lý Phật giáo thưa quý vị. Và những quý vị nào mà chúng ta là Phật tử có thể là lên trên Instagram hay là trên YouTube hoặc vào những cái trang website của Hàn Quốc để mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng cái vẻ mà thanh tú đẹp trai của ông thầy này. Đặc biệt thưa quý vị thì sức hấp dẫn của ông thầy cũng như là cái chuyến tham quan nó còn được thúc đẩy khi mà du khách có thể mà có cơ hội trúng thưởng và cùng nhà sư đẹp trai này chụp hình. Và vị sư trẻ này hiện có tài khoản Instagram với tên gọi là Kikok Sionim, Kikok Sionim, để mà chia sẻ cái đời sống tu hành của ông với hơn 23.000 người đang theo dõi và đa phần là giới trẻ trong độ tuổi chịu từ 20 đến 30 thôi, không có một người lớn tuổi nào cả. Và mỗi bài đăng của ông sư thầy này thu hút hàng nghìn cái lượt yêu thích và bình luận. Giải thích thêm thì ông nói rằng là mỗi người tu hành đều có một cái cách tu hành khác nhau, nhưng nó giống như một cái bông hoa để mà tỏa một cái hương thơm sâu sắc cho mọi người. Vậy nên thì ông luôn lúc nào cũng muốn trở thành một cái bông hoa sâu sắc thưa quý vị. Trong đó thì nhiều người hâm mộ người ta khẳng định rằng là cái sư thầy này đẹp như một cái bông hoa đúng nghĩa luôn. Wow. Theo em thì em lại không thích cái vẻ đẹp nam tính như thế này. Em lại thích một cái vẻ đẹp mà nó nam tính hơn. Cái vẻ đẹp này nó thanh tú, nó hơi bị yếu thì sao đó. Mà thật sự là cái vẻ đẹp này nghĩa là giới trẻ Hàn Quốc hay là giới trẻ Việt Nam bây giờ rất là thích. Rất là thịnh hành cái trend này. Dạ. Yeah. Và cái sự nổi tiếng của ông thầy này thưa quý vị trên mạng được cho là những cái cách chia sẻ những cái khó khăn trong cái nỗ lực tiếp cận và truyền bá những cái nét đẹp văn hóa của đất nước Hàn Quốc, tạo nên một cái đạo đức đến thế hệ trẻ Hàn Quốc về cái tôn giáo là Phật giáo. Và trước đó thì chùa Hawaii Soma từng là tổ chức nhiều các hoạt động thu hút giới trẻ như là thi chụp ảnh nè, tập yoga nè, chương trình phim nhạc hoặc là luôn đổi mới các món ăn chay, nắm bắt cái xu hướng mới. Và wow, trong thời gian tới thì địa điểm này sẽ tổ chức những cái chuyến tham quan đêm cho khoảng 18 người mà thôi. Và thời gian bắt đầu mở ra ghi danh bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 vừa qua và phục vụ nhu cầu ngày càng tăng. Quý vị nào mà đi Hàn Quốc muốn đến thăm sư thầy này có thể ghi danh để mà chúng ta được gặp thầy và chụp hình với thầy. Wow. Nhưng riêng Thái sẽ không gặp thầy mà cũng không gặp sư cô luôn, tại vì người ta đã vào chùa rồi. Mình không nên khuấy động phải không? Quý vị đến, quý vị phán, tại vì tôi đã tu rồi mà sao nó ám được hoài vậy, đúng không? Đúng thế. Cái câu đó hay đúng không? Cũng phải để cho người ta yên tĩnh chứ phải không? Có nhiều ông thầy đẹp trai, có nhiều đi cô đẹp gái vô cũng bị, nó thật sự đúng, cái này là cái thật sự dễ bị quyến rũ, bị quấy rối thôi quý vị. Yeah. Và những cái tình trạng đó là những cái tình trạng tiêu cực mà chúng ta thấy rằng nó xảy ra nhan nhản rất là nhiều ngôi chùa, không phải là gọi là tu, không phải là chùa là không, nhà thờ, mọi nơi hết, mọi nơi, mọi tôn giáo thôi quý vị. Yeah. Cảm ơn thầy Thái. Thưa quý vị, khi mà nói tới sinh viên thì là sinh viên đã nghèo rồi phải không thưa quý vị? Bên cạnh đó còn cái thời thế này đang lạm phát rồi rất là nhiều nữa thì rất là tội nghiệp. Và quý vị cũng biết rằng là đã là sinh viên rồi mình xây từng đồng, bên cạnh đó quần áo, sách vở, kể cả cà phê mà Starbucks đi cũng rất là mắc mỏ. Thì càng xây một đồng nào là hay đồng đó 10%, 15% cũng rất là may mắn trong cái thời gian này. Những cái nhà buôn bán sản phẩm như là Amazon, áo quần thì họ cũng biết cái điều đó cho nên họ đã có cái giá discount cho sinh viên, nhất là Amazon thưa quý vị. Thì đầu tiên là Amazon là sẽ có discount cho cái một cái thẻ thành viên Prime là 6 tháng cho sinh viên free thưa quý vị. Thường thường như người bình thường như mình là đóng tới 100 mấy lận, nhưng mà với sinh viên được free 6 tháng để mà join sau đó là chỉ có là 69 đô la mà thôi. Và cái thứ hai đó là Madwell, một trong những cái tiệm bán quần áo rất là nổi tiếng, sẽ có chiết khấu cho sinh viên là 15% thưa quý vị. Nếu mà đi mua áo quần đó 15% mà save cũng rất là nhiều. Và cái thứ ba đó là Allbirds thì sẽ save cho 15% trong cái đơn đặt hàng nếu mà đi mua trong đó bán áo quần rồi giày dép thưa quý vị. Cái thứ tư đó là ASOS, đó là một trong những nơi bán những ba lô và mọi thứ rất là nhiều và giảm giá cho quần áo cho sinh viên là 10%. Và cái là rất là nổi tiếng mà sinh viên cũng rất là thích và áo quần cũng rất là tốt thưa quý vị, đó là Levi. Thì Levi cũng sẽ chiết khấu 15% cho sinh viên. Và Adidas cũng sẽ chiết khấu cho sinh viên rất là nhiều với giá là 15-20%. Và cái đó là cửa hàng Walmart thưa quý vị. Cửa hàng Walmart nó rất là phổ biến cho chúng ta và cho sinh viên. Thì nếu mà sinh viên tham gia những cái membership với giá 49 đô la một năm thì có thể được xem rất là nhiều mọi thứ, tiết kiệm đủ mọi thứ và mua tất cả những cái đồ giảm giá trong đó từ 15 cho tới 50% ở trong Walmart thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị,
cái lỗ tai của chúng ta là một trong những cái gọi là cái bộ phận, cái cơ phận của con người mà nó cũng vô cùng quan trọng. À, nó là một trong những cái nơi mà để chúng ta nghe được những cái lời thỏ thẻ từ người yêu của chúng ta, từ người tình của chúng ta, từ vợ, con từ chồng, cái của con cái nữa. Chúng ta nó giỡn hết, nó rõ rỉ rõ rỉ rõ vô trong lỗ tai, ba con thương quá lắm, hoặc là à, em ơi anh yêu em lắm, hay là em ơi anh yêu em lắm này chẳng hạn đi không. Đó là cái lỗ tai nó quan trọng lắm, thành ra là quý vị vô cùng để, quan trọng vô cùng quan trọng, và nhớ để cho lúc nào cũng sạch sẽ, đừng có để cho nó có những cái cục ráy tay ở trong đó, nói không nghe gì hết, nói không nghe luôn, nói nghe lu bu lu bu, ủa anh nói gì phải hét lên cũng không. Ở giờ nó là cũng là một trong những cái quá cũng là cái vấn đề, nhưng mà ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị những cái thông tin tại sao chúng ta có những cái cục ráy tay nó bự vậy trong lỗ tai, không phải liên quan đến ở giờ không nay quý vị. À, ráy tai là một cái phần của cơ thể và nó được tạo nên bởi các cái tế bào da chết từ cái ống tai và cái dịch tiết tuyến mồ hôi và cái tuyến bã nhờn. Nó dùng để mà ngăn chặn bụi bẩn và nước và có tính axit nhẹ chống lại những cái vi khuẩn nó xâm nhập vào cái ống tai của chúng ta. Và ráy tai nhiều có thể ảnh hưởng đến độ nhạy của thính giác và gây tắc nghẽn hay là gây ngứa. Và cái tình trạng này cũng là một cái số mà người ta đang gặp phải hiện nay. Và có bao nhiêu loại mà chúng ta có thể là chúng ta gây nên những cái ráy tai và khiến ảnh hưởng cái lỗ tai. Cái đầu tiên thú vị đó là kích ứng tai từ tai nghe và nút tai. Cái này là quý vị mà nào mà đeo headphone nhiều là sẽ bị ảnh hưởng. Tại vì khi chúng ta đeo tai nghe liên tục hoặc là chúng ta nhét vào cái tai khi chúng ta ngủ á, nó sẽ làm cho phá vỡ các tế bào da trong tai dẫn đến tích tụ ráy và cũng sẽ đẩy ráy vào sâu hơn và ngăn chúng thoát ra ngoài tự nhiên và giảm thính giác của chúng ta. Một số trường hợp vi khuẩn bụi bẩn nó móc từ tai nghe nó bám vào dẫn đến nhiễm trùng. Tiếp theo đó là lạm dụng tăm bông, mà khi quý vị mà làm tăm bông quá nhiều đó, nó sẽ làm cho chúng ta bị kích ứng cái ống tai và kích thích các tuyến trong tai tiết ra nhiều cái chất tiết hơn và những cái sợi bông nó thấm vào, nó dính vào trong cơ tai của ta, làm cho chúng ta đẩy ráy tai vào sâu trong ống tai, gây nên ráy tai. Cái tiếp theo đó là nhiều lông tai. Lông tai nó cản trở cái quá trình mà thoát nước khiến cho ráy tai chúng ta khó thoát ra ngoài. Thành ra là chúng ta nên ít sử dụng ráy tai nhiều hơn và chúng ta nên nên nhổ cái lông trong cái lỗ tai chúng ta bằng cách là chúng ta sử dụng những cái bộ phận mà gọi là những cái máy mà quét cái lỗ tai cho nó vệ sinh. Cái cuối cùng đó là tích tụ nước và những cái cặn từ những cái sản phẩm tắm. Khi mà chúng ta tắm mà chúng ta không ngoái tai, chúng ta cho bớt nước hoặc là những cái sản phẩm như là dầu gội này nọ đó nó dính vào trong, thì quý vị nhớ là nó sẽ gây nên ráy tai. Đặc biệt là quý vị đi ra ngoài đường mà chúng ta đi những chỗ nào giáo cát quá nhiều, về chúng ta cũng nên ráy tai để cho nó sạch sẽ. Đó là những nguyên nhân, không phải ở dơ không nha quý vị, nhưng mà đây là những cái nguyên nhân, mà nhất là cái nguyên nhân mà anh thấy là đeo tai nghe mày nhé, đeo nhiều quá cứ ngồi nghe miết quá đúng không? Vì ai nói rất là đúng, nhớ là cẩn thận thôi quý vị. Dạ vâng, và kết thúc quý vị bản tin rồi, kết thúc phần 3 cà phê sáng của tuần, giữ màn hình và chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại. Bảo trợ trở lại. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như 4 miếng mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ $3.99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, và đây là bản tin cuối cùng trong ngày Chủ nhật của Nhi Huyền. Thưa quý vị, nói về con mèo thì là đa số là một trong những thú vật cưng yêu mến nhất của đa số những người ở người dân nước Mỹ mà cũng như trên toàn thế giới. Và thưa quý vị, thì cái câu chuyện ngày hôm nay rất là cảm động, mà chú mèo này cũng rất là may mắn là được tìm thấy. Thưa quý vị, đó là mà hai vợ chồng ở Alaska, cái nhà của họ ở ngay cái con suối đó. Thưa quý vị, thì vừa rồi lũ lụt rất là nhiều thì đã cuốn trôi cái căn nhà đây thôi, nhưng mà hai vợ chồng trong lúc lũ lụt như vậy thì hai vợ chồng đang ở Oregon để mà hiking ở trên đó, thì nghe bạn bè quay cái video cho thấy rằng là cái căn nhà mình bị cuốn đi mất, thì họ cái khi mà họ về thì đồ đạc cũng không có nữa và con mèo cũng bị mất tích luôn quý vị. Họ rất là lo lắng là cái con mèo cũng sẽ bị cuốn trôi. Nhưng mà tuy nhiên họ vẫn hy vọng rằng cái con mèo này nó rất là thông minh, rằng là nó rất là khôn. Chính vì vậy nó có thể tìm cách để mà thoát thân được. Thì sau 26 ngày thưa quý vị, hai vợ chồng này đã đoàn tụ được cái con mèo của mình và họ rất là vui vẻ. Cái con mèo này thì họ nói rằng nó đã biết cách
để mà đi ra khỏi cái lũ đó, trốn khỏi cái lũ để mà nó không bị cuốn đi, thưa quý vị. Và hai vợ chồng đó là Elizabeth Wiki, và một trong họ hy vọng hai vợ chồng này đã sống trong cái căn nhà của này, với cái căn nhà nó ở gần một cái bờ sông. Cuối cùng cái ngôi nhà đó hoàn toàn bị phá hủy hết, và những cái ngôi nhà bên cạnh đó họ cũng bị ngập lụt và phá hủy không còn gì hết, thưa quý vị. Và họ trở lại sau 26 ngày thì họ tìm thấy cái con mèo của mình, và cái con mèo này nó rất là dễ thương, nó tên là June, thưa quý vị. Và khi xuất hiện thì cái con mèo này nó hơi ốm đi, từ vì nó không có đồ ăn, từ vì nó kiếm người không có ai nuôi cho nó hết, cho nên nó ốm đi rất là nhiều, nhưng mà nó cũng rất là khỏe mạnh. Và bên cạnh đó thì trong lúc đó nó cũng kiếm được, thì họ biết rằng cái con mèo này nó ăn được 4 cái con tuna, cái con cá, rồi sau đó nó đi kiếm đồ ăn khác. Mà 26 ngày mà ăn chừng đó thì nó có rất là đói bụng, phẩm thư quý vị. Nhưng mà rất là vui là cho dù cái căn nhà của họ mất mọi thứ hết, nhưng mà họ, cái con mèo đã trở về với hai vợ chồng này, và họ rất là vui mừng. Bên cạnh đó thì hiện tại họ để cái con mèo này sống với hàng xóm của mình, từ vì cái căn nhà họ không còn nữa và đã mất đi rồi, cho nên họ tìm cách để mà xây dựng và mua cái căn nhà mới. Thì trong lúc như vậy cái con mèo họ sống với người hàng xóm. Cái hay là 26 ngày khi mà quay lại cái vùng đó, cái nhà nó sập hoàn toàn rồi. Yeah. Nó không còn tồn tại nữa mà con mèo nó vẫn quay trở về. Chúng ta thấy rằng những cái con động vật mà chúng ta nuôi, nhất là con chó, con mèo, nó vô cùng cực kỳ khôn, thưa quý vị. Nói đến cái thông tin của chị Như Huyền thì em nhớ đến một cái kỷ niệm về cái con mèo tam thể hồi đó em nuôi, ở nhà em nuôi, nó tên là con Mimi. Thật sự là thưa quý vị, rất là tội nghiệp khi mà chúng ta nuôi một cái con mèo, người ta nói là tại sao khi một con mèo đực á, thì chúng ta nên thiến để mà nó chúng ta có thể, để mà nó có thể nó ở lại với gia đình này nọ. Lý do là tại vì con mèo đực hay là con mèo cái á, khi mà đến cái thời điểm mà con mèo cái mà nó lên giống, thưa quý vị, hay là chúng ta dùng cái đúng từ mà đúng là từ mà hơi thô chút xíu mà ông bà hay nói đó là từ rượng đực, đúng không? Yeah. Thì nghe tôi từ đó đúng, đúng rồi, ông bà hay nói là con mèo rượng đực. Thì khi mà con mèo nó rượng đực rồi thì nó tỏa ra một cái mùi nào đó, em không biết, ngay cả con chó cũng vậy, con chó nhà em cũng vậy, khi mà đứa con chó nó đến mùi nó lên giống á, tự nhiên chó đực đâu nó đi nó sát cửa nhà mình vậy đó. Rồi con mèo nó cũng vậy, nó y chang, thưa quý vị. Thành ra là tạo hóa cũng hay, có nghĩa là tạo cho những cái con đó nó có một cái mùi đặc trưng để mà nó thu hút cái giống loài, những cái loài khác giới của nó đến để mà nó thụ phấn, dùng từ cây cối cho nó vui vui xíu. Thì chúng ta thấy rằng là người ta thí con mèo đực để cho con mèo đực nó không có bỏ đi. Và nhà em có một cái con mèo đó tên là Mimi, là con mèo đó nó bị thiến rồi, nhưng mà thật sự là khi mà nó gặp con cái rồi nó cũng đi theo con cái, nhưng mà nó lại đi về nhà. Có những con mèo chúng ta nuôi á, chúng ta không thiến, nó đi theo cái luôn, nhưng mà bẵng một cái thời gian mấy tháng sau, thưa quý vị, nó quay về chị. Chắc chán rồi, lúc đó nó chắc bị người tình bỏ rơi chẳng chán cơm rồi phải không? Rồi, chắc bị người tình bỏ rơi chẳng hạn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là những con mèo, những con động vật rất là khôn, nó tìm đường về nhà, cho dù là chúng ta nhà chúng ta có xây lên hay chúng ta có như thế nào nữa, nó tìm về rất là hay. Và đặc biệt là chỉ biết con mèo á, nó khi mà nó quay về, những con mèo nó đã bỏ đi theo gái rồi đó, thưa quý vị, nó quay về. Tao nó nhìn thân tàn ma dại, nhìn nhận không ra luôn, dùng đúng từ là thân tàn ma dại. Nhiều người đàn ông cũng vậy đó, cứ bỏ đi theo gái về cũng vậy, không còn gì hết. Bởi vậy cho nên không còn áo quần chi cả. Vậy có nói vậy không được, tiền cũng mất luôn. Mà thật sự là người ta dùng đúng từ là thân tàn ma dại khi mà quay về. Thì đàn ông, mấy bà cũng thế. Đâu phải đàn ông không đâu, phụ nữ cũng có nhiều người như vậy. Cũng có nhiều gói. Nuôi trai nuôi rồi hết về không còn gì hết. Sách gói về, sách gói bỏ nhà, bỏ con, bỏ chồng đi theo trai về cũng thân tàn mà dài. Đàn ông vậy đó, giới nào cũng vậy đó. Một khi mà đã chúng ta đi theo tiếng gọi của con tim, đi theo tiếng gọi tiếng xét ái tình rồi là xong rồi. Rồi xong rồi. Con mèo cũng vậy, thưa quý vị. Thì em nhớ là cái con mèo đó của em là một trong những cái con mèo rất là thông minh mà rất là khôn. Mà khi mà cái buồn là nó bị mất đi, thành ra là đến giờ này thì cái nghĩa con mèo đó là con mèo đầu tiên, cũng là con mèo duy nhất em nuôi. Cho buồn nên quá, tội quá, không muốn nuôi con mèo nào cả. Ngoài ra thấy chỉ nuôi chó thôi, thành ra đó là những cái kỷ niệm tôi thấy rất là nhớ đến giờ. Quay trở lại cái bản tin ngày hôm nay, trà sữa là một trong những cái thức uống rất là được người ta yêu mến. Phụ nữ yêu mến lắm, thưa quý vị, trà sữa bưu bà. Không có chị. Nó không có chị, nhưng mà có vợ em. Hoặc là mấy chị em ở nhà cũng vậy nữa, không, một số phụ nữ em thấy vô trà sữa với bà là lúc nào cũng bô bà. Mà ở Hoa Kỳ chúng ta ở Orange County mà muốn vô bô bà là phải đợi đến 11 giờ trưa mới có bô bà. Người ta nấu đến 11 giờ mới có bô bà đen nha quý vị. Còn Crystal nó có hết, nhưng mà bô bà đen thì đến 11 giờ mới có. Ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin về một cái cô này tên là, thưa quý vị, cô Sen Xiao. Cô này đã bị sốc trước cái lời yêu cầu hoàn trả là 200 Mỹ Kim tiền trà sữa mà cái người quản lý ở trong công ty của cô đã bỏ ra để mà mua cho những cái đồng nghiệp uống.
Cái anh này giống như là supervisor vậy đó, ở trong một cái công ty. Thì cô này là một cái nhân viên trong đó. Thì khi cô nộp đơn cô nghỉ việc, thì trong cái đơn, trong cái bill mà cô nhận được đó là phải phải để những cái gì lại ở công ty. Thì trong đó có một cái bill thanh toán là $200 tiền trà sữa mà anh này đã mua cho cô và những cái đồng nghiệp khác, không phải mình cô nha, không phải là chăm sóc mình cô, mà những đồng nghiệp khác luôn. Thì cái cô gái này ở tỉnh An Huy của Trung Quốc, cô nói rằng là cái người đàn ông này thậm chí đã gửi cho cô cũng như là những cái đồng nghiệp khác một cái bản thống kê chi tiết về cái số lượng trà sữa và cái tiền nợ của mỗi người, nó dao động từ 90 cho đến 255 tệ và tổng hóa đơn là 1.500 nhân dân tệ Trung Hoa, tương đương là 200 Mỹ kim. Thì dù cái anh này đã lấy lý do là cái bạn gái của anh yêu cầu đòi tiền, hay là tức là một cái gì đó, anh giống như là bạn gái của anh yêu cầu là anh phải đòi lại cái tiền đó từ nhân viên, thì cái cô này cô nói là đây là một cái sự xúc phạm, tại vì cô và các đồng nghiệp đã chuyển tiền trả ngay lập tức sau khi mà nhận được cái bill này của anh đã gửi cho riêng một mình cô gửi cho những đồng nghiệp khác. Và cái câu chuyện của cô Sen Sao đã đăng tải trên cái mạng xã hội Xiao Hongshu vào ngày 15 tháng 9 vừa qua đã thu hút rất là nhiều cái sự quan tâm của cộng đồng. Và cô cũng không tin rằng là bản thân là bạn gái của anh ta đòi, anh ta là đòi tiền cô nữa. Tại vì không có người phụ nữ nào mà muốn cho bạn trai mình đòi tiền của người phụ nữ khác như vậy. Và họ cũng đánh giá cái hành động trên là vô cùng lố bịch thưa quý vị. Bởi vì là khó chấp nhận bởi vì một người đàn ông, một số người ta lại lên tiếng chỉ trích là người đàn ông này vô cùng thủ đoạn và cho rằng là mua trà sữa để mà dụ dỗ nhân viên, để mà họ làm việc tích cực hơn. Và khi họ nghĩ thì đòi tiền là thu lợi ích kép lại. Và cái trà sữa dần dần thay thế là nhiều cái nơi ở Trung Quốc như là rượu hoặc là một số nước trái cây, cocktail này nọ. Thì nó có thể là một trong những cái món ăn để mà những cái người sếp có thể mà lấy lòng nhân viên, hoặc là những cái người đồng nghiệp có thể lấy lòng nhân viên. Mà khi mà xong rồi thì người ta lại rất là chảy chính. Nhưng mà cái anh này đặc biệt thì, quý vị, thì ảnh lại là đòi lại cái số tiền đó. Và Lê Thái sẽ cho quý vị xem cái bill mà anh này ảnh đưa cho cô nè, quý vị thấy không? Từ người một vào ngày bao nhiêu, số tiền bao nhiêu hết, tổng cộng số tiền của từng người một là bao nhiêu tiền nhân dân tệ. Wow. Và cái tình huống khó xử này liên quan đến ăn uống ở nơi công sở nó không hiếm ở Trung Quốc nha quý vị. Năm 2021 thì có một người đàn ông 40 tuổi ở tỉnh Hồ Nam luôn, từng bị bắt giữ vì âm thầm ăn uống miễn phí ở chỗ làm cũ suốt một năm. Và sau khi nghỉ việc thì cái người đàn ông này vẫn giữ cái đồng phục và đến căng tin phục vụ suất ăn miễn phí cho công nhân viên, do nhân viên ở trong công ty. Nghỉ làm một năm rồi mà vẫn quay lại cái căng tin vào buổi trưa. Wow. Để mà ăn. Thật sự là đây là những cái thông tin mà chúng ta thấy là chỉ có ở Trung Quốc là nhiều. Trung Quốc xảy ra nhiều và đôi lúc ở trong cái có những người ta không đem lên mạng xã hội thôi chứ cũng xảy ra cái vụ lùm xùm trong công ty công việc rồi. Dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày Chủ nhật hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.